Chương 803, chuẩn bị cuối cùng. Dương Phàm cùng Đông Phương Dược Sư ấn nút ở sâu trong địa mạch chi tích hoảng sợ tới cực điên. Mắt thấy kiếm hoàng kia chi bằng lực lượng một tay. Đem căng cơ nền móng của tiên phù, mạnh mẽ nhổ lên. Khoảnh khắc đó, toàn bộ thiên lang điện chấn động, sóng biến ngập trời, gió lốc vô hình chấn động mấy chục vạn dặm hải vực, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thân. Lực lượng như thế đã vượt qua phạm trù hai người có thể tưởng tượng vút vút vút. Á à mờ âm âm. Trong thiên lang đại điện, hào quang cấm chế nhiều đếm không xuể như mưa tên đẩy trời dựng lên bắn về phía kiếm hoàng. Kiếm hoàng hét lớn một tiếng, hào quang màu vàng lờ trên tháng vặn vẹo một chút hình thành một cái khe màu vàng, trong phút chọc đem công kích cấm chế đẩy trời nhanh chóng nuốt hết vào trong. Cái khe màu vàng này tản mát ra khí tức đáng sợ, gần như tương đương với khe không gian, có thể thông phệ vạn vật hơn nữa được kiếm hoàng khống chế tuyệt đối thần thông như vậy khiến thiên lang điện đã lộ vẻ ảm đạm này hoàn toàn bất lực. Kế tiếp, kiếm hoàng này dùng cách cũ, nhổ lẻn mấy cây cột màu vàng lợt khác, khóe miệng mỉm cười, tài liệu thượng giới này cùng công pháp ta tu luyện vô cùng phù hợp. Hoàn toàn có thể luyện chế ra một kiện bán tiên khí. Thật sự là cơ duyên trời ban A. Kiếm hoàng đại nhân. Liệt thiên kiếm thuật của ngài ngạo thì ngoại hải vực, hiện tại lại có được thất tinh trần ma kiếm, ngay cả là vô địch một giới cũng không có gì là quá. Bán tiên khí nho nhỏ. Sao lọc vào pháp nhãn của ngài? Đặng Linh Vương hơi nịnh hót nói, trong mắt vài phẫn nghi hoặc. Thất tinh trấn ma kiếm không phải tiên khiếp thường. Muốn luyện hóa nó. Với lực lượng bôn hoàng hiện tại vẫn còn chưa đủ. Kiểm hoàng nhíu mày nói, càng kỳ quái chinh là. Trong tiên khí này có một cồ lực chống cự. Đặng Linh Vương nghe vậy, không khỏi liếu lưỡi, ngay cả kiếm hoàng đều không thể luyện hóa thất tinh trấn ma kiếm này. Tuy nhiên, một khi bổn hoàng có thể bước vào cảnh giới tán tiên lục kiếp, nếu luyện hóa kiếm này chắc chắn nắm chắc rất lớn đến lúc đó. Cẩm kiếm này trong tay. Trong một giới ai có thể là địch thù của ta? Trong thần vận giọng điệu của kiếm hoàng đều có một cổ ngạo khí bể nghệ thiên hạ. Đúng vậy, đúng vậy, mặc dù giờ phút này giỏi mắt ngoại hài vực, kiếm hoàng đại nhân cũng khó gặp địch thủ đẳng Linh Xà Vương đương nhiên hiểu được sự lợi hại của vị kiếm hoàng đại nhân trước mắt này, hắn tự nhiên có bán lĩnh nói ra lời này. Hai người tại Thiên Lang Điện tìm tòi một hồi, không được việc gì. Rốt cục tính toán rồi đi. Trước khi đi, kiếm hoàng kia tiếc núi nhìn vị trí Thiên Lang Tiên Phủ, đáng tiếc hơn phân nửa tài liệu thượng giới cùng Thiên Lang Tiên Phủ càng thêm trân quy bị người nhanh chân đến trước. Vút, một đạo kiếm quan giống như cực quan theo thiên lang điện lướt ra ngoài trong chớp mắt biến mất không còn hình dáng dương phàm cùng đông phương dược sư thở ra một hơi dài thật lâu sau hai người mới từ trong địa mạch chi tích trồi lẻn cường giả ngoại hái vực vừa rồi quá đáng sợ đông phương dược sư lòng còn sợ hãi nói đây mới là cường giả đứng đầu chân chính không ngờ còn là hàng ngũ tán tiên dương phàm hít sâu một hơi trong ánh mắt trung động lộ ra chờ mong cùng hướng tới thật sâu. So sánh với hắn, đám người ám dạ ma hoàng, hình cương căn bản không bằng con kiến. Dương Phàm không ở lại nội hải thời gian dài, lập tức xuất phát trở về đại tần. Trước khi đi, Dương Phàm cũng nói Đông Phương Dược Sư không nên lộ ra việc mình lấy được Thiên Lang Tiên Phủ. Đông Phương Dược Sư giọng chân thành nói, điểm này lão hữu tự nhiên hiểu được, từ hôm nay trở đi, lão hữu sẽ rời nội hải vực dạo chơi khắp nơi. Nếu có cơ hội bước vào Hợp Thể, lại đi ngoại hài vực cũng không muộn. Một năm sau, một đạo động quan ba màu xẹt qua trên không yêu hoàng cảnh. Đám thủ vệ phi trên vạn yêu thánh thành chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, một cái tàn ảnh ba màu đã tiến vào vạn yêu thánh thành. Người tới phương nào? Yêu -e Long Hoàng đang tĩnh tu trong vạn yêu điện đột nhiên sinh ra cảm ứng. Ha ha yêu hoàng không cẩn khẩn trương. Là dương mổ. Một vùng hào quang ba màu nhộn nhạo ở bến cạnh yêu long hoàng, lộ ra một thanh niên nho nhã. Là ngươi. Dương phàm. Yêu long hoàng giấu vẻ kinh ngạc trong mắt. Dương phàm này không ngờ dùng phương thức thần quy khó lường này tiến vào mật địa bế quan của mình, tầng tầng cắm chễ trong này không khác di thùng rỗng kêu to. Dương Tông Sư chẳng những chữa trị địa mạch chi tích, ngay cả tu vi cũng tiến triển cực nhanh a. À yêu long hoàng giá dương phàm vài lẫn ngạc nhiên tháng phục nói dương phàm trước tiên hỏi hắn một ít trạng huống đại tần yêu hoàng cảnh tê hay đổi không nhiều cho dù ngẫu nhiên có yêu tu ngoại hải vực tiến đến lấy tu vi hợp thế trung kỳ của yêu long hoàng cũng đủ đế ứng phó mà đại tần vương triều tần vong đăng ngôi hoàng đế dị thường thuận lợi bác phương ủng hộ lại được thiên cơ các âm thảm hỗ trợ bởi vì tính đặc thù của hậu duệ tiên tần, những cường giả ngoại hải vực đến đại tần cũng không dám xung vương sung bá. Nói cho cùng, cửu thiên long hoàng của đông hải vực có quan hệ họ hàng gần gũi với bổn hoàng, mặc dù chưa từng đi lại nhưng với tầng quan hệ này cũng có thể dọa lui cường giả ngoại hải vực bình thường. Yêu long hoàng lộ vẻ đắc ý nói. Dương Phạm lại có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Yêu Long Hoàng này là yêu hoàng tồn tại lâu nhất của tu tiên giới đại tầng, cùng cường giả đinh cấp của ngoại hải vực có chút liên hệ cũng không kỳ quái. Sau khi hỏi thế cục đại tầng, Dương Phạm nói đến việc chính, nói tới Hồ Phi. Ha ha! Xem ra ngươi tới yêu hoàng cánh ta cũng không phải vì quan tâm thế cục đại tầng gì hả? Yêu Long Hoàng cười cười, đua Dương Phạm tiến vào cấm địa vạn yêu điện. Qua lại trong cấm địa đề phòng xâm nghiêm, hai người không gặp chút trở ngại không bao lâu. Yêu Long Hoàng đưa Dương Phạm tới một hãm băng. Trong đó trên một chiếc giường trải đẩy bông tuyết, có một tiểu hậu lông tím đang nằm, không biết sống chết. Lúc trước nếu không có đứa nhỏ Hồ Phi này ra tay, tiên tần Thủy Hoàng muốn trấn áp cửu U Ma Đế cũng không dễ dàng như vậy. Khi ánh mắt Yêu Long Hoàng nhìn vào Hồ Phi, có vài phần quan ái. Dương Phạm ngồi ở trước giường, đưa một bân tay đặt lên cổ tay Hồ Phi, phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn rất thấp, tháng thế gần như không có bất kỳ sức sống lưu chuyển. Nếu không phải còn có một tia sinh cơ, có lẽ lẩm cho rằng đây là một cổ thi thế. Dương Phạm quan sát thật lâu. Sắc mặt ngưng trọng. Trong mấy trăm năm nay, ta từng mời các vị danh vê tại yêu hoàn cảnh, đều phí công vô ích. Xem ra toàn bộ đại tầng này có thể thức tin hắn chỉ có Dương Tông Sư thôi. Yêu Long Hoành dài tuy rằng ngươi mời danh vê điều dưỡng cho hắn. Nhưng trong cơ thể còn có chút bệnh ngâm, chưa được chữa trị. Dương Phạm nhắm mắt lại, chữa trị thân thế cho Hồ Phi. Quá trình này ước chừng tốn ba ngày ba đêm. Trên đỉnh đầu Dương Phạm bốc lẻn một làn khói trắng, trong thân thế Hồ Phi tiết ra một vũng chất lớn màu đen sẫm thật lớn, độc lực ấn chứa trong đó thậm chí có thể khiển tu sĩ bậc cao ngửi thấy mà mê muội. Với tốc độ của Dương Phạm còn phải tốn ba ngày ba đêm có thể thấy được điếm đáng sợ của bệnh ngẫm trong cơ thế hồ phi yêu long hoàng ngẫm tặc lưỡi tán thưởng dương phàm này về mặt y đạo quả thật có chỗ độc đáo sau khi chữa trị tháng thế sau đó đối mặt chính là tình huống linh hồn hồ phi ngủ say chờ sau khi hắn thức tin tu vi rất có thế sẽ vượt qua giới hạn lực lượng cao nhất đại tầng. dương phàm khẽ nhíu mày nói nhựa dương tông sư hoàn toàn có biện pháp y e u long hoàng vui vẻ nói hiện tại mặc dù ta có biện pháp giúp hắn thức tin, nhưng không phải thỏi cơ tốt nhất. Dương Phạm trầm ngâm nói. Vậy ý của Dương Tổng Sư là? Để ta mang hắn đi. Dương Phạm vẽ mặt trịnh trọng, lại bổ sung thêm, dù sao vừa lúc ta muốn đi ngoại hài vực. Đến lúc đó cho dù sau khi hắn tin dậy tu vi cao bao nhiêu cũng không ảnh hưởng. Thôi được rồi. Yêu Long Hoàng thở dài thật dài, vốn tính toán bôi dưỡng một người kế nhiệm, không nghĩ tới tiềm lực hắn lớn nhất, Dương Phạm lắc đầu nói, hắn tiến triển nhanh như vậy cũng không phải hoàn toàn bởi tư chất cùng tiềm lực bán thân, mà là trong cơ thể hắn vốn có một cổ lực lượng phong ấn, thậm chí lúc hắn chưa sinh ra đã tồn tại rồi. Không ngờ còn có việc kỳ dị như vậy, yêu Long Hoàng kinh ngạc không thôi. Dương Phạm ở lại Vạn yêu điện mấy ngày, trong thời gian đó Thinh giáo yêu Long Hoàng tình huống có liên quan ngoài hải vực chỉ là ngay cả yêu long hoàng đối với ngoại hài vực cũng không chân chính hiểu biết, đi ba lượt trong đó hai lần là đột phá cảnh giới. Sau khi rời yêu hoàng cảnh, Dương Phàm trở về tiên đạo Tông Đại Tần. Trước khi đi ngoại hải vực, hắn còn muốn làm chuẩn bị cuối cùng. Dương Phàm chuẩn bị đem ánh thân của Hồ Phi triệu tập vào tiên hồng không gian, nhưng sau khi tâm tháng dung nhập tiễn không gian, sắc khẽ biến. Bá, một tiếng, cả người Hồ Phi liền tiến vào tiên hồng không gian. Này! tại sao lại như vậy? Dương Phạm nghi hoặc khó hiểu. Con chó nhỏ giải thích, cấp bậc khai hoang của chủ nhân tại tiên hồng không gian trước mắt là cấp 7. Đất đai gia tốc sinh trướng là 25 lân. Có thể vô hạn dẫn người vào không gian, chỉ cần có đủ lãnh thổ. Ngoài ra, chi cẩn sinh linh bén ngoài không phán kháng, ngay cả bán thế bọn họ cũng có thể cùng kéo vào. Thì ra là thế. Lúc tấn chức vẫn Hoa Kỳ ta toàn tâm chữa trị địa mạch, không có lưu về điếm này. Dương Phàm mừng rỡ, ánh mắt đào qua phát hiện lãnh địa của mình ở tiên hồng không gian có phạm vi chừng ba ngân dặm. Biến cố như thế khiến Dương Phàm hành động càng thêm tiện lợi, nhẫn trữ vật trong tay hoàn toàn là bài trí. Tùy tiện đê một chút linh bào cùng tài liệu bình thường là được. Rồi sau đó, Dương Phàm ở lại tiên đạo Tông Chinh đốn 20 năm. Trong 20 năm này, Dương Phạm dùng một bộ phận thời gian luyện hóa tiên khí xích dương kim ỏ kiếm, tiến triển rất chậm. Thời gian còn lại, hắn luyện chế rất nhiều linh đan, pháp bảo cho thế thản đưa đến cho thân nhân bằng hữu ở Bắc Tần. Cuối cùng chính là hắn. Đạt tới giai đoạn hiện tại. Dương Phạm trừ tăng tu vi bản thân còn phải có pháp bào cường đại, những đều là vật cần thiết sinh tồn tu tiên giới. Dù sao nơi tiếp theo muốn đi sẽ là ngoại hài vực không có bất kỳ trói buộc hạn chế nào. Trừ tình hồng giới, dương phàm còn có một số pháp bảo chủ lực. Xích dương kim ò kiếm, thường giới tiên khí mới chi luyện hóa một. Hai phẩm mười, lực công kích đáng sợ, không gì không phá. Tụ lôi đinh, kỳ vật một giới, thông linh pháp bảo cấp cao nhất, cấp độ thậm chí tiếp cận bán tiên khí. Có thể hấp thu và phóng lôi điện. Thổ linh châu, truyền thù linh bảo phụ trợ, và tăng độ phù hợp với đại địa khiển hiệu quá thô động thuật càng lớn. Thủy Linh Châu, đen từ thượng giới tiên khí, phù hợp hoàn mỹ với thuộc tính thủy hồn giới sau khi Dương Phạm gỡ xuống từ thượng giới tiên khí. Cổ ý đế lại, hiện nay mới luyện hóa. Tử Long Chiến Giáp, thông linh pháp bảo dạng phòng ngự, có được năng lực kháng pháp thuật cường đại, tài liệu lấy từ thượng cổ chân long. Cổ kính, thần thông pháp bảo, quy lực tuyệt luân, hình thành chùm sáng hủy diệt, có thể dùng xé mớ cấm chế ở một trình độ nhất định có thể phong tòa một khu vực không gian, khắc chế na di động thuật. Thanh điểu phi phong, thông linh pháp bảo phụ trợ, gia tăng tốc độ vô cùng, có thể triệu tập ra thông linh hóa thân. Cấm pháp chi hoàng, thường cổ kỳ bảo, có thể phong ấn pháp lực hoặc linh khí trong một khu vực, nhằm vào cường giả tu vi cao hơn bản thân thì tác dụng cực nhỏ. Lấy tư bản của ta hiện tại cho dù tiến quân ngoại hái vực. Chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là đủ để tự bảo vệ mình. Dương Phàm sau khi chinh đốn xong, tin tưởng mười phần. Chương 804, Hoàng trưởng Lão Thần Bí Sau khi an bài thoá đáng mọi thứ, Dương Phạm rốt cục xuất quan, trong mắt tràn ngập tin tưởng cùng ý chí chiến đấu. Mười tầng phong ấn đã giải hai tầng, còn lại tám tầng, chỉ có tạm gác lại đi ngoại hải vực đột phá, hắn mới xuất quan nằm cung hạm liền chuyển tới tin tức chủ nhân trong lúc ngài bế quan không ít cường giả ngoại hải vực đến thăm phản lớn đều rọi đi nhưng trước mắt còn có bổn người còn đang chờ đợi đại trướng lão dặn ta trước tiên thông báo cho ngài ha ha vậy sao dương phàm không phải lần đầu giao tiếp cùng cường giả ngoại hải vực trong lòng cũng không nhiều kinh sợ thảm nghĩ chăng lẽ vì việc hoàng hồn pháp đàn dương phàm triển khai thần thức phát hiện mùi mùi tuệ tâm cùng thi giao đều đang bế quan. Mùi mùi đã bước vào hợp thế kỳ. Đặng thi giao cách thông thiên tam dài cũng chi nửa bước. Trong lòng hơi chút ảm đạm, chi sợ lẫn này rời đi không thể gặp mặt cáo biệt họ. Được, ngươi trước tiên phán phó xuống dưới, ta lập tức đi gặp những người đó. Dương Phạm cười nói. Nam Cung Hạm động V lập tức đi xuống an bài. Nhưng chính vào lúc này, đoàn liên hoa tam sắc trong cơ thể Dương Phạm đột nhiên sinh ra một loại cảm ứng cực kỳ đặc biệt. Trong cảm ứng, vừa có một chút nguy cơ lại ấn chứa một chút điếm lành. Chẳng lẽ người sắp gặp mặt, rất đặc biệt. Dương Phạm chấn động tâm thần, dù sau đó là dấu hiệu nguy cơ trong cảm ứng. Tại đại tầng này, giới hạn tu vi cao nhất là hợp thế trung kỳ. Chẳng lẽ còn có người nào có thể tạo thành uy hiếp với hắn? Tuy nhiên, bất kể là phúc hay họa, Dương Phạm đều phải ứng đối, không có khả năng né tránh. Sau thời gian chừng nửa chén trà nhỏ, Nam Cung Hàm báo lại, bẩm chủ nhân, bọn họ đã chờ ở đại điện nghị sự đệ bác trọng phong. Dương Phạm mặt không chút thay đổi, theo nàng đi tới đệ bác trọng ng, cũng không sử dụng thân thông đặc biệt. Lúc đi vào đại điện, loại cảm ứng đặc biệt này của Dương Phạm càng trở nên mạnh liệt. Trong đại điện có bốn người, hai nam hai nữ trong đó một nho sinh mặt trắng anh tuấn bất phàm chắp tay ngạo nghễ đài cao ánh mắt lạnh lùng vẻ mặt đạm mạc bên cạnh hắn một nữ nhân ăn mặc giàn dị mắt sáng như sao khí chất thanh tú dung nhan nhu hoa lung đeo gùi thuốc ở trong tiên khí lượng lờ lộ ra vài phán thanh lịch một nam một nữ này ở cùng một chỗ giống như là một đôi nhưng lại không giống song tu đạo lưỡng tuy nhiên dương phàm có thể xác định hai người này đều là dược sư Ngài. Ngài chính là Dương Dược Sư truyền kỳ tổng sư Đại Tần. Một đại hán mặt đen tốc độ như chấp lóe lên, hiện thân ngay mặt Dương Phạm, thần tinh kích động cùng hưng phấn. Bê ất tài chính là Dương Mổ. Tuy nhiên danh hiệu tổng sư lại không dám nhận. Dương Phạm tự nhiên đánh giá đại hán mặt đen này, cao lớn thô kệch, bộ dạng vài phản chất phát. Nhưng đại hán mặt đen này tu vi ít nhất ở hợp thế trung kỳ trở lên. Khi Dương Phàm lên tiếng, nho sinh mặt trắng, nữ nhân giản dị đều đùa ánh mắt về phía hắn. Tiểu nữ vũ phức ra mắt dương dược sư. Nữ nhân ăn mặc giản dị kia mắt sáng dịu dàng, cúi người thi lễ. Tự nhiên trang nhã. Khoảnh khắc ánh mắt nhìn thẳng dương phàm, xuất hiện thất thần trong giây lát, chợt mặt hoa ứng đỏ. Khó có thế tin. Dương phàm ở vẫn hoa trung kỳ nẫm trong một giai đoạn cực kỳ đặc thù. Loài vẻ đẹp huyển lệ tráng quan tự nhiên từ trên người hắn khiến mị lực bản thân hắn được phóng đại vô số lần. Ha ha! Hai huynh mùi chúng ta! Còn có hoàng trướng lão tại đây chờ mấy năm? Dương Tông Sư mới khoan thai mà đến, lấy thản phận của chúng ta, cho dù giỏi mắt đại tòng phái ngoại hải vực cũng không đến mức bị đối xử như thế. Nho sinh mặt trắng trong tiếng cười khẽ có vài phản bất mãn cùng chăm chọc. Dương Dược Sư, đây là ca ca ta, Vũ Dương nữ nhân giàn dị tên Vũ Phức kia vẽ xin lỗi nói với Dương Phàm. Nguyên lai like hai vị là tháng huynh muội. Dương Phàm cười cười, đối với ý tứ chân chọc của Vũ Dương không thèm để ý đến, nhưng đối với cô nương Vũ Phức này có vài phần hảo cám, tính cách nàng có chút giống tần hán cùng lệnh hổ tiểu tịch. Lại là dược sư thuần khiết. Lúc này, đại hán mặt đen cũng tự giới thiệu một chút. Vũ Dương mắt lạnh nhìn chầm chầm đại hán mặt đen. Trong mắt có vài phần khinh thường, ánh mắt giống như đang nhìn một kè nhà quê. Bốn người trong đại điện đã có ba người đều giới thiệu. Không đúng, rõ ràng có bồn người. Dương Phạm chấn động, ánh mắt quét về phía một góc đại điện. Nơi héo lánh kia có một nữ nhân áo vàng thanh nhã thoát trần, toàn than quanh chìm trong một tân sương mù mông lung, mơ hồ không rổ. Nữ nhân áo vàng này dáng người như tiên. Mặt đeo lụa trắng, nhìn không rõ chân dung. Dương Phạm ngưng mắt nhìn lại, chẳng những nhìn không thấu lớp lụa, thậm chí ngay cả dáng người nàng cùng nhìn không rõ, chỉ có một đôi mắt sáng như nước, yên lặng cơ từ lờ ấn chứa trí tuệ vô hạn, có thể thấy được mơ hồ trong sương mù. Tâm thần dương phạm chấn động, sau khi hắn tiến đại điện không ngờ lại xem bó qua nàng mà trước tiên chú về tới ba người khác. Tiểu nữ họ Hoàng theo hai vị hậu bối cùng tới bái phòng dương dược sư. Nữ nhân áo vàng mắt sáng mỉm cười, từ lúc mới tiến đại tần tên Dương Tông Sư nhước bên tai, hôm nay vừa gặp quả thật không phải tẩm thường. Đối mặt Dương Phạm vẫn hoa trung kỳ, trong cảnh giới kỳ lạ nhất này, trong mắt nữ nhân áo vàng không có một tia khác thường cùng dao động. Ra mắt hoàng tiền bối. Dương Phạm chắp tay thi lễ. Hoàn toàn nhìn không thấu chi tiết nàng này. Ngay cả lụa trắng che lấp hơn phân nửa hình dáng trên mặt cũng không thể nhìn thâu. Nhưng là trong mắt huynh muội vũ dương vũ phức đối với nữ nhân áo vàng này có vài phần kính sợ. Cùng với càng nhiều mê mang. Sau đó, sau khi vào đại điện năm người cùng ngồi xuống. Không biết các vị đồng đạo đến từ ngoại hài vực tìm Dương Mổ có gì chi giáo? Dương Phạm hỏi thẳng vấn đề. Phịch một tiếng, đại hán mặt đen quy gối trước mặt Dương Phạm, học mắt đầy nước, Dương Tông Sư. Từ mổ nghe nói ngài có thần thuật hồi sinh, khẩn cầu dược sư đại nhân hồi sinh đạo lữ đã chết của ta hỏi sinh đạo lữ của ngươi dương phàm nao nao dám hỏi đạo lữ của ngươi là chết như thế nào thi thể bảo tôn đầy đủ không Tử mùi chết một ngàn năm trước thi thể thiêu cháy trong lửa chỉ còn lại vài sợi tóc này đại hán mặt đen vội vàng trình lên một cái hộp gỗ bên trong có vài sợi tóc cháy đen này chết trong lửa không có thi thể tương đối đầy đủ chi sợ dương phàm cười khổ nói đây là chuyện không thể hoàn thành, cho dù Dương Phạm có thần thông hội sinh cùng tuyệt đối không làm được. van cầu ngài. Đại nhân ngài nhất định làm được. Trong mắt đại hán mặt đen lộ ra vài phần điên cuồng, liên tục dập đầu trên mặt đất. Chỉ còn vài sợi tóc, làm sao hội sinh. Thật sự là buồn cười. Vũ Dương cười nhạo. Thấy đại hán mặt đen kia còn không chịu từ bó. Vũ Dương tràn mắt lạnh lẽo, nếu không cút, đừng trách vũ mổ không khách khí với ngươi. Đại hán mặt đen này vẫn không nghe như trước. Phốc. Tàng quan nhoán lên một cái, một luồng hào quang màu tím như ti chớp xuyên thủng đâu đại hán mặt đen. a, à. Đại hán mặt đen kêu thám một tiếng, lập tức hồn phi phách tán, thân thế hóa thần một vũng máu loãng. Đại ca. Làm sao huynh có thể tùy tiện giết người? Khuôn mặt vũ phức trắng bệt, vẻ mặt trách cứ nhìn huynh trường, khó thế tưởng tượng. Một cường giả hợp thế trung kỳ không ngờ bị Vũ Dương giết chết bằng độc trong một chiêu. Giết bằng độc. Hắn dùng chính là độc. Trong lòng Dương Phạm phát lạnh, lại lạnh lùng nhìn phi Vũ Dương, các hạ là khách, ở tiên đạo tông ta tùy tiện động thủ giết người, có phải có chút không ổn. Vừa rồi Vũ Dương này đột nhiên ra tay, một chiêu trí mạng, hoàn toàn ra ngoài dự đoán mọi người, ngay cả Dương Phạm đều không kịp ngăn cản. Hừ ta sớm nhìn hắn phát chán, người chậm trễ kế hoạch của chúng ta đều phải chết. Vũ Dương vung tay áo, vết máu trên mặt đất trống rồng bốc hơi, biến mất không thấy. Trong đại điện, không nhiễm một hạt bụi. Rực rỡ hẳn lên. Khó có thể tưởng tượng vừa rồi ở trong này từng xuất hiện một vụ án mạng. Dương Tông Sư. Như vậy có phải thích hợp? Người này chưa bao giờ xuất hiện ở tiên đạo Tông, cũng sẽ không cùng các ngươi có bất kỳ liên can gì khóe miệng Vũ Dương nhét lẻn một tia cười tà. Dương Phạm đối với người này chán ghét cực kỳ. Vì ý thích của bản thân giết một người không chút liên quan, hơn nữa trong mắt không có bất kỳ một tia dao động. Đủ rồi. Thanh âm nữ nhân áo vàng càng lãnh đạm chuyển đến, những mày đối với hành vi của Vũ Dương tự hổ không vui, dạ. Hoàng tiền bối. Vũ Dương đột nhiên ninh lên. Thời điểm bị ánh mắt nữ nhân áo vàng đảo qua, cảm giác minh đã đi dạo quy môn quan một vòng. Nếu không phải nể dược thánh tông cùng ta có chút sâu xa, bán trường lão sớm nên phế bó tu vi của ngươi. Trong đôi mắt sáng như nước của nữ nhân áo vàng toát ra một tia lạnh lẽo. Vũ Dương nghe vậy, trên trán đồ mồ hôi lạnh. Đối với nữ nhân áo vàng tự xưng, trướng lão này, lai lịch của nàng ngay cả bán tháng Vũ Dương cũng không biết, ngay cả mẫu thân hắn được tôn là đại trướng lão của Dược Thánh Tông cũng biết rất ít sau đó vũ phức ấy nấy cười thẳng thắn thành khảng nói dương dược sư dược thánh tông ta có một vị trướng bối địa vị cao thượng tại trăm năm trước bất hạnh gặp nạn thi thế bào tồn đẩy đủ chúng ta không tiếc từ ngoài hải vực chạy tới đại tân chính là vì mời ngài đi hồi sinh vị trướng bối này dược thánh tông dược thánh tổng ở bồng sơn đảo nam hải vực nơi đó là thánh địa đạo nổi tiếng ngoại hải vũ phức mỉm cười giải thích Dương Phàm nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ trầm tư. Nếu muốn hắn theo những người này đi tông môn ngoại hải vực. Đích xác không quá yên tâm. Dù sao đối với ngoại hải vực, Dương Phàm hiểu biết có hạn. Đương nhiên, nếu Dương Đạo Hữu không yên tâm, có thể cho mượn hoàng hồn pháp đàn dùng một chút, thuận tiện từ trên tay ngươi giao dịch một ít thiên nhất hồn thủy. Lúc này Vũ Dương cũng mở miệng. Bởi vì vị hoàng tiền bối kia không biết là không biết nói gì hay là khinh thường nói chuyện, vẫn giữ vẻ trăm mặt. Dương Phạm chấn động tâm thần, hàm nghĩa trong lời nói Vũ Dương này có chút bất thiện, hùng hổ dọa người. Hoặc là đi theo bọn họ, hoặc là giao hoàng hồn pháp đàn cùng thiên nhất hồn thủy. Đích thật là bá đạo. Nếu Dương Mổ không muốn thì sao? Dương Phạm nói cười tự nhiên. Dương Dược Sư, tin tưởng ngươi sẽ nguyện ý, nếu không chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh mang ngươi đi. Trong mắt Vũ Dương lóe hàng quang, đây là mệnh lệnh của đại trướng lão. Nào có lý đó. Tiếng cười lạnh của Dương Phạm giống như trên nổ vang trong đại điện. Động thủ. Trong mắt Vũ Dương chợt lóe hàng quang, công tay khẽ búng, một đạo hào quang màu tím như tia chớp bắn trúng Dương Phạm. Mờ. Dương Phạm vung một tay. Đón lấy hào quang màu tím này. Lập tức thấy một cổ độc lực kinh thế hải tục xâm nhập toàn thân cho dù hắn là tháng thế thánh nông cũng thiếu chút nữa ăn không tiêu. Sau khi trúng độc thuật này, pháp lực trong cơ thể Dương Phạm lập tức hóa giải, đột nhiên há môn, một mảnh xà yên màu đen phun ra bức lui hai người Vũ Dương. Vũ Phức Làm sao có thế? Không ngờ hắn một hơi luyện hóa tử trụ độc quan của ta. Vũ Dương hoảng sợ đến cực điếm. Vũ Phức cũng lộ vẻ kinh dị vê thuật của dương phàm so với trong tưởng tượng của nàng cao minh không biết bao nhiêu lần với lực lượng hai người các hạ muốn mạnh mẽ mang dương mổ đi chi sợ sẽ rất khó dương phàm cười lạnh nói dương dược sư lẫn này chi sợ đành khuất tất ngươi trong mắt nữ nhân áo vàng lộ ra một tia xin lỗi cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng bá nữ nhân áo vàng biến mất không thi không tốt là thuấn di. Dương Phạm biến sắc, chỉ cảm thấy một mùi thơm nữ nhân kỳ dị quanh quẩn bên cạnh. Ba bàn tay ngọc thon dài của nữ nhân áo vàng kia đánh lên lưng Dương Phạm. Dương Phạm phán ứng cực nhanh, lập tức vận chuyển pháp lực hùng hậu toàn thân chống lại. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đại biến, toàn thân pháp lực bị giam cẩm, không thể động đậy. chương 805, Nam Hải Vực. 3. Một tiếng, bàn tay ngọc như không xương của nữ nhân áo vàng đánh trúng lung dương phàm, khiến toàn thân hắn cứng ngắc, pháp lực bị giam cầm. Toàn bộ quá trình ra tay chi trong thời gian một hô hấp, không dính một tia khói lửa nhân gian. Trong một chiêu khống chế dương phàm, không có bất kỳ một tia gỉ dù phán kháng. Thực lực như thế, quả thật chưa từng nghe qua. Hai huynh mùi vũ dương vũ phức bị khói độc bức lui, trên mặt hiện vẻ kinh hãi, trận mắt há hốc mồm. Vị hoàng trưởng lão thần bí này một đường đi cùng bọn họ. Chi tiết chân chính ai cũng không biết. Mà vừa rồi ra tay, trực tiếp thi triển thần thông thuấn đi, một chiêu giam cẩm pháp lực dương phàm. Thủ đoạn như thế, nghiễm nhiên đạt tới độ cao cường giả đứng đầu ngoại hải vực thậm chí là đứng đâu một giới. Bởi vì theo bọn họ biết, có thể thi triển thần thông thuấn di ở ngoại hải vực trừ tán tiên tam kiếp trở lên. Chỉ có cường giả độ kiếp kỳ trở lên mới có thể làm được. Sắc mặt dương phàm đại biến, toàn tháng pháp lực bị giam cẩm, đứng tại chỗ cũng không hành động khinh suất. Trong đầu hắn suy nghĩa vút, cân nhắc thực lực nàng này vì sao bị một chiêu khống chế. Một là tu vi nàng này sao không lường được, đột nhiên thi triển thuấn di. Hắn bất ngờ không kịp phòng bị. Hai là lúc dùng pháp lực hùng hậu bản thân chống cự, vẫn gặp thất bại. Cho dù ở đại tần, đám cường giả ngoại hải vực này bị hạn chế tu vi. Nhưng cũng không bị ảnh hưởng nếu vận dụng thiên địa pháp tắc. Thần thông thuấn di này là căn cứ lĩnh ngộ nhất định đối với pháp tắc không gian, tu vi đạt tới độ kiếp kỳ trở lên mới có thể sử dụng. Mà sau đó lấy pháp lực bán thân phán kháng, nữ nhân áo vàng này có thể vận dụng pháp lực thậm chí còn ít hơn dương phạm nhưng là một phần pháp lực của nàng này có thể sánh với 10 phần của Dương Phàm. Đây là một loại áp chế về cảnh giới, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc càng sâu. Cho nên, mặc dù tu vi nàng này bị áp chế ở hợp thế trung kỳ đinh, lại vẫn có thể khống chế Dương Phàm. Đương nhiên, nàng giam cảm pháp lực của Dương Phàm chỉ là một biểu tượng. Dù sao pháp lực của Dương Phàm không thể cân nhắc theo lẽ thường ngoài ra tám tầng phong ấn trong thủy hồn giới dấu ở trong hải dương màu lam mênh mông hoàng tiền bối thật là pháp lực thông thiên địa dĩ nhiên là thế ngoại cao nhân độ kiếp kỳ vũ dương vẽ mặt cung kính nịnh nọt nói trong mắt lộ vẻ kính sợ theo biểu hiện vừa rồi của dương phàm mà xem nếu muốn khống chế lấy lực lượng hai người bọn họ sẽ hết sức khó khăn xin dương trường lão thứ lỗi tiểu nữ tử hàng năm ấn cư không ra nếu không phải người muốn hội sinh có sâu xa với tạ cũng không theo hai tiểu bối này cùng đến. Nữ nhân áo vàng đứng bên cạnh phía sau lưng dương phàm. Một làn hương thơm kỳ dị vần quanh thân, giống như mùi u lan thám cốc. Nàng này trên mặt có lụa trắng che giấu, thanh nhã thoát trần, thân thế như đứng trong sương mù mông lung, chỉ có cặp mắt sáng trong như nước, yên lặng cơ trí ân chứa trí tuệ vô hạn. Nếu luận khí chất, nàng này dường như hồn hợp khí chất của vân vũ tịch. Vũ Văn Hâm. Dương Tuệ Tâm. Lại càng lộ vẻ mông lung mơ hồ. Đáng tiếc một tầng lụa trắng che mặt, che giấu tuyệt thế phương dung. Hoàng tiền bối, có thể cho ta soát người, chi cẩn mượn hoàng hồn pháp đàn cùng thiên nhất hồn thủy của hắn. Với vê thuật của mẫu thân ta cũng nắm chắc bảy tám phần hổ sinh dược thánh tiền bối. Vũ Dương đế nghị, cũng tới gần Dương Phàm Đứng lại. Đổi mày thanh tú của nữ nhân áo vàng khẽ nhíu, cách không công tay đi một cái, cũng không thấy bất kỳ pháp lực dao động, toàn thân Vũ Dương đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Định thân thuật Một chân Vũ Dương dơ lên giữa không trung, một tay đua tới Dương Phạm, tư thế xấu xí buồn cười, cứng đờ tại chỗ. a à, Cô nương Vũ Phức kia mặt hoa thất sắc, không biết làm sao. Ha ha, xem ra hoàng tiền bối thản phận cao cả. Cũng khinh thường ức hiếp tiểu bối như ta. Dương Phàm nhẹ nhàng cười, bộ dạng nắm chắc đứng yên tại chỗ. Hắn đã đoán ra. Nữ nhân áo vàng này ở vào một độ cao bản thân khó thế thăm dò. Việc vô cớ ức hiếp tiêu bối này bình thường khinh thường không thèm làm. Còn nữa, giờ phút này pháp lực Dương Phàm bị giam cầm chỉ là một biểu tượng. Công pháp hắn tu luyện há có thể cân nhắc theo lễ thường. Bất kể là địa hồn căng, thủy hồn giới hay là đoạn liên hoa tam sắc do ba hoáng thiên nha dung hợp, ân chứa pháp lực huyền ảo đều cực kỳ đáng sợ. Pháp lực dương phàm bị phong. Chỉ là một tầng ngoài cùng nhất, muốn xông phá tầng gông cùng xiềng xích này chỉ cần thời gian mấy hô hấp. Ngươi thật ra là một người thông minh, có thể theo tiểu nữ đi ngoại hài vực một chuyến hay không? Một khi xong việc, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Nữ nhân áo vàng mỉm cười tán thưởng nói. Dương mổ đang định đi ngoại hải vực, theo chư vị cùng đi cũng không ngại, tuy nhiên ngoài hải vực cường giả vô số, người tu vi cao hơn ta chỗ nào cũng có. Đến lúc đó không biết hoàng bối có thể bảo toàn an nguy của dưỡng. Dương Phạm sắc mặt bình thản nói. Điểm ấy Dương Đạo Hữu yên tâm. Chỉ cần có tiểu nữ. Ngay cả nhân vật cấp bậc chí tôn nội hải, nguyện văn, có lẽ là ngoại hài mới đúng, đích thân tới, cũng sẽ không để dược sư bị thương tổn. Trong lời nói nữ nhân áo vàng mơ hồ có một loại ngạo ý cùng tự tin vậy là tốt rồi, xin hoàn tiền bối giải phong pháp lực của ta, dương mổ theo các vị cùng đi cũng không có gì tổn thất. Dương Phạm không chút đế ý nói. Được, vậy làm phiền dương đạo hữu. Bàn tay ngọc của nữ nhân áo vàng khẽ điếm, giải phong pháp lực dương Phạm bị giam cầm. Pháp lực trong cơ thể dương Phạm lại vận chuyển thông suốt, mà mùi thơm nữ nhân phía sau gần trong gan tất. Nếu nhân cơ hội này đột nhiên phản kích, ý niệm này chợt lóe trong đầu Dương Phàm rồi biến mất. Tuy nhiên hắn chung quy không lựa chọn cách này, không nói cơ hội nhỏ bé, hơn nữa Dương Phàm cũng không muốn phiên toái lưu lại tiên đạo tông. Là địch là bạn, tới ngoại hải vực rồi tính. Hơ vơ vọng Dương Dược Sư không nên động tâm tư gì là hơn. Chỉ cần theo ta làm xong việc này, bảo đảm ngươi binh yên vô sự, sau này cũng thiếu ngươi một cái nhân tình. Trong lời nói nữ nhân áo vàng có ý cảnh cáo trong lòng Dương Phạm dường như có một loại ảo giác, chẳng lẽ nữ nhân áo vàng này cảm ứng được ý niệm trong đầu hắn. Sau đó, nữ nhân áo vàng cách không giải định thân thuật cho Vũ Dương, khoan thai nói, nếu Dương Dược Sư ở Tông Phái còn có chuyện gì chua an bài ổn thỏa, có thể lưu lại thêm mấy ngày. Không cần, Dương Mổ đã chuẩn bị thỏa đáng. Thản thức Dương Phạm đảo qua tiên đạo tổng, mùi mùi cùng thi giao đều đang bế quan, vì thế truyền âm cho Nam Cung Hạm, hôm nay ta theo mấy người này cùng đi ngoại hải vực. Hết thảy đều ổn, không cần lo lắng. Có liên quan đến tình cảnh hiện tại của mình, Dương Phạm không nhiều lời vô ích. Miễn cho thản hữu lo lắng. Vút 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 vút. Sau đó, bốn đạo động quan từ trên không tiên đạo tông bay vút qua, bay về phía nam bộ đại lục. Sau khi rời đại tầng, bay qua một vùng hoang dã dài dẳng dặc, tiến vào tu tiên giới nam tầng trạng huống tu tiên giới nam tầng tương tụ bắc tầng dương phàm cũng là lần đầu trải qua nhìn qua vài lần cũng không lưu lại sau khi trải quan tầng lại là một nơi hoang dã càng thêm rộng lớn cái gọi là hoang dã đa phần là thiếu dấu chân người hoặc có yêu thú chiếm cứ trong đó cũng có quốc gia linh tinh nhưng phần lớn không hình thành văn minh tu tiên chi vẻn vẹn là quốc gia nhân loại bình thường nơi hoang dã sau khi qua năm tầng dài đến đáng sợ lấy tốc độ phi hành của mấy người hợp thế trung kỳ, ước chừng phi hành mấy năm, ở phía trước là một hải vực rộng lớn vô tận. Rốt cục đến Nam Hải. Trên mặt vũ phức lộ ra vài tia vui sướng. Không biết ngoại hài vực này rốt cục phần chia nhiều thêm. Dương Phạm tò mò hỏi. Trong mấy người chỉ có vũ phức này tính cách thiện lương. Dễ nói chuyện. Vũ phức hơi kích động liếc mắt nhìn hắn, tim như hương nhảy, vội vàng đáp toàn bộ ngoại hải vực chia làm đông hải vực tây hải vực nam hải vực xưng hô về phương vị này cơ bản phần chia theo tiêu chuẩn đông thắng đại lục tỷ như đông hải vực là ở phía đông đại lục cho nên xưng là đông hải vực nơi đó là địa bàn yêu tộc từ nhân vật thần thoại cửu thiên long vương của ngoại hải vực thống trị tây hải vực ở phía tây đại lục do thế lực nhân vật thống trị hai thế lực mạnh nhất là vô u cung cùng đạo thiên môn vô u ma hoàng của vô u cung là đại tông sư ma đạo của ngoại hải thông kim bát cổ. Đem cửu U Ma Công năm đó cửu U Ma Quân lưu lại tê hay đôi thành một bộ Ma Công mới, xưng là Vô U Tháng Công, Nam Hải Vực ở phía Nam Đại Lục, nơi này là địa phương hỗn loạn nhất ngoại hải, yêu tộc cùng nhân loại cùng tồn tại, yêu ma quỷ đạo, mọi thứ đều có. Tuy nhiên trong đó, do hai liên minh lấy vô tuyệt kim hoàng cùng thiên mị xà hậu thống lĩnh, địa vị ngang nhau. Vũ Phước cũng giảng lực nói một lần tình huống ngoại hải vực vô tuyệt kiếm hoàng trong lòng dương phàm khẽ động khẽ gật đầu hói nói như vậy nơi chúng ta hiện tại tiến vào chính là nam hải vực hỗn loạn nhất vũ phức cho rằng dương phàm lo lắng an nguy bản thân cười xinh đẹp dương dược sư đừng lo cho dù là ngoại hải vực có thể bước vào thông thiên tam giai cũng là số ít chúng ta đi lại ở hải vực bình thường sẽ không gặp chuyện gì huống chỉ còn có hoàng tiên bối cùng đi tiến vào phạm vi ngoại hải vực một cổ khí tức thái cổ mênh mông vọt vào tẩm nhìn dương phàm một vùng hải vực vô tận kia từ gần đến xa từ màu xanh thẳm biến thành màu lam sẫm cuối cùng chuyển thành một mảnh tối đen cùng vòm trời hòa hợp làm một thế so ra hà lưu lục địa thậm chí là nội hài đều là nhỏ bé không đáng kể trong truyền thuyết diện tích ngoại hải vực là ngàn vạn lần lục địa hơn nữa còn kéo dài đến cuối một giới này đây có lẽ không phải hư ngôn. Dọc theo đường đi, cũng trái qua nhiều hòn đảo, gặp được một ít tu sĩ. Chính như lời Vũ Phức nói, tu sĩ thông thiên tam giai mặc dù giỏi mắt khắp ngoại hải vực cũng coi như số ít. Tu sĩ gặp được trên đường đều là hạng kim đan, nguyên anh. Hóa thần Mỗi khi cường giả thông thiên tam giai vút qua trời cao, thường thường có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt hâm mộ và kinh sợ. Dương Phạm cùng Vũ Phức một đường trò chuyện nói cười, rất là vui vẻ. Vũ Phức dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thanh lịch, đôi mắt sáng như sao. Là một giai nhân khó được. Nhưng là nàng cũng khó thoát khỏi mị lực trên thân Dương Phạm vẫn hoa trung kỳ phát ra, ánh mắt ngẫu nhiên gặp nhau, có chút xấu hổ, cực kỳ động lòng người. Vũ Dương thấy tình hình này càng sinh ra địch vê mãnh liệt với Dương Phạm. Nếu không phải hoàng trướng lão đi theo, bản ý của hắn là giết chết dương phạm cướp đi hoàng hồn pháp đàn cùng thiên nhất hồn thủy hắn ở tiên đạo tông đợi đến mấy năm dương phạm mới xuất quan ra gặp lúc trước động thủ giết người trong đại điện động thủ với dương phạm lại xem nhẹ thực lực đối phương không thành công hừ dương tiểu tử đừng mơ có chủ ý với mùi mùi ta vũ dương ngầm dùng thần niệm truyền âm lãnh đạm nói nghĩa mẫu ta sớm quyết định gả mùi mùi cho con trai đại đảo chủ bông sơn đảo, nếu ngươi có một tia ý tướng sẵn bậy. liền chờ đợi kết cục vạn kiếp bất phục. Còn nữa, nếu lúc ngươi hội sinh dược thánh tiền bối, xuất hiện sơ sấy gì, cũng đừng mơ toàn thân trở ra nam hải vực, nếu thức thời, sau khi đến bồng sơn đảo, giao hoàng hỗn pháp đàn cùng thiên nhất hòn thủy ra, do dược thánh tông chúng ta chủ đạo nghi thức hội sinh, mẫu thản đại nhân sẽ cân nhắc tha ngươi một mạng. Vũ Dương lạnh lùng uy hiếp nói, đương nhiên có hoàng trướng lão ở đây. Hắn chi dám dùng thân niệm truyền âm. Chương 806, Nguy cơ chân chính Đối mặt lời nói uy hiếp của Vũ Dương. Dương Phàm cười cười, chi coi như gió thoảng bên tai. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, dược thánh tổng này xa ngàn vạn dặm, phái người tới tìm mình biểu hiện mặt ngoài là vì hỏi sinh một đại nhân vật trong tông. Nhưng là từ thái độ hành vi của Vũ Dương, có thể thấy căn bán không có thành ý, ngược lại năm có sát khí, càng thêm nhõm ngó hoàng hôn pháp đàn cùng thiên nhất hồn thủy trong tay Dương Phàm Chẳng lẽ Dược Thánh Tông này căn bán không tin hỏi sinh đại nhân vật Dược Thánh Tông kia? Trong lòng Dương Phàm bồng nhiên phát lạnh. Đây là một kết quả phóng đoán xấu nhất. Nếu quá thận thế, Dương Phàm lại càng phải thêm cẩn thận mặc dù nữ nhân áo vàng hứa hẹn bảo vệ hắn toàn thân trở ra, nhưng chung quy là người ngoại. Tại hải vực xa lạ này, muốn chân chính sinh tồn vẫn phải dựa vào bản thân, người khác dù mạnh thế nào cũng chỉ có thể chiếu cổ nhất thỏi. Thấy bộ dạng dương phàm không thèm đế ý, trong mắt vũ dương thoáng hiện hàng quan. Vũ Phước có chút tức giận tràn mắt nhìn hắn, thần niệm truyền âm, đại ca. Vì sao Huynh không thể hòa hợp với Dương Dược Sư? Hắn y thuật cao siêu hơn xa trướng lão bình thường tông ta nhân vật như vậy hẳn là phái mời chào mới đúng vũ dương nghe vậy không khỏi ngẩn ra chợt lạnh lùng cười mùi mùi ngươi quá đơn thuần thiện lương bị tiêu bạch kim này mẻ hoặc còn nữa nói cho ngươi hỏi sinh dược thánh đại nhân việc này cũng không đơn giản như tưởng tượng của ngươi lần này dẫn ngươi cùng đi vốn định ma luyện tâm cánh của ngươi nhưng là ngươi quá khiên đại ca thất vọng rồi ánh mắt vũ dương nhìn về phi dương phạm giống nhìn một người chết nữ nhân áo vàng dáng người trác tuyệt quanh quấn trong sương ở phía trước dẫn đường không nhanh không chậm cũng căn bản không chút ý đấu tranh tâm lý của mấy người phía sau có lẽ nàng đã đạt tới một độ cao nào đó hết thảy đều có vẻ vân đạm phong khinh dương phàm rốt cục không kìm nổi tò mò đò hỏi dương mổ vẫn ở đại tầng, nghe nói đến cảnh giới tán tiên nhưng chưa từng ra mắt đặc biệt thinh giáo tiền bối một chút. Bởi vì ở đại tầng căn bản chưa từng thấy tán tiên. Mà lúc trước ở thiên lan điện, kiếm hoàng thực lực khủng bố, nghe ý tứ của hắn dĩ nhiên là hàng ngũ tán tiên. Tán tiên, chi dưới một loại tình huống mới có thể sinh ra. Đó chính là tu sĩ độ kịp kỳ sau khi độ thiên kiếp thất bại mà sinh ra. Nữ nhân áo vàng chậm rãi nói, đối với Dương Phạm coi như khách sáo. Tu sĩ độ kiếp kỳ sẽ gặp phải ba lần thiên kiếp mới có thể đạt tới đại viên mãn, cũng tiến vào bán tiên đại thu kỳ. Ba lẫn thiên kiếp này, quy lực lẫn sau đáng sợ hơn lẫn trước, giỏi mắt cô Kim, người có thể vượt qua ba lần thiên kiếp, ít ỏi không có mấy, mà một khi độ kiếp thất bại, cường giả độ kiếp kỳ sẽ gặp phải hai loại tình huống. Một là hồn phi phách tán, chết dưới thiên kiếp, hai là nhục thân vẫn diệt dưới thiên kiếp, thần hồn may mắn bò chạy, có thể trái qua thiên lôi tẩy lễ, rồi trọng tổ tháng thế tán tiên linh anh Chỉ có dưới tình huống thứ hai Thần hồn được thiên lôi tẩy lễ Nhục tháng vẫn diệt cùng với đại năng độ kiếp thành công Cùng hôn phi phách tán chi cách nửa bước Mới có thể chuyển hóa thành tán tiên Trong quá trình nữ nhân áo vàng giải thích Chẳng những dương phàm lắng nghe Ngay cả vũ dương vũ phức đều nghe rất chăm chú Dù sao, cho dù ở ngoại hải vực Tán tiên cũng đa phần là giới hạn trong truyền thuyết sau khi Vũ Phức nghe xong, không khỏi tinh ngộ, nguyên lai tán tiên là hình thành như thế. Điều kiện lại hà khắc như thế. Trước kia tiêu nữ cho rằng, chỉ cần nguyên hồn chạy thoát dưới thiên kiếp, có thế trọng tổ thân thế tán tiên. Cảnh giới tán tiên cũng có đến cửu trọng cửu kiếp, tán tiên nhất kiếp, tu vi tương đương nguyên anh kỳ. Trước lục kiếp, mỗi ngàn năm sẽ gặp một lẫn thiên kiếp, một khi đạt tới tán tiên lục kiếp, tu vi có thể so với chân tiên, về phần tán tiên lục kiếp trở đi gần như là chưa từng nghe qua. Nữ nhân áo vàng nói tới đây, trong mắt mơ hồ mỉm cười. Tán tiên lục kiếp, có thể so với chân tiên. Trong lòng dương phàm gọn nên sóng gió ngập trời. Cành giới tán tiên cũng có cửu trọng. Dọc theo đường đi. Phần lớn dương phàm cùng vũ phức trò chuyện, đối với ngoại hải vực đã có hiểu biết sơ bộ. Tuy nhiên, phạm viên ngoại hải vực thật sự quá lớn. Ba người lấy tốc độ hợp thế trung kỳ, phi hành ước chừng mấy năm, còn chưa thấy mục đích chân chính. Dọc theo đường đi. Trải qua vô số hòn đảo, gặp phải người tu tiên càng là đến vài ức. Có thể nói, số lượng tu sĩ ngoại hài vực ít nhất là vạn lần đại lục. Linh khí nơi này so với thánh địa tu tiên đại tầng hơn đến vài lần, nhưng linh khí tương đối cùng bạo hơn một chút. Ngoại hải vực cơ bản bảo trì môi trường tu tiên thời kỳ thượng cỏ, chỉ là tài nguyên tu tiên càng ngày càng ít, Vũ Phước trả lời Dương Phạm như vậy. Dương Phạm lập tức tinh ngộ. Đại lục từng gặp đại chiến thám thiết, lại thêm tể thiên phệ huyết đại trận, linh khí càng ngày càng loãng. Điều kiện tu tiên ngoại hải vực tốt như thế, tu sĩ lục địa đều không phải không muốn đi. Lấy tốc độ phi hành của Nguyên Anh, từ đất liền đến ngoại hải vực, cho dù bỏ qua nhân tố tiêu hao pháp lực, ít nhất phái hơn ngàn năm, căn bản không hiện thực. Chỉ có tu vi đạt tới gần trình, độ thông thiên tam giai, mới có tư cách kiếm đường đi ngoại hải vực. Phi hành thông thả như vậy, chung quy khiến nữ nhân áo vàng có chút không kiên nhẫn. Đến một ngày, bàn tay ngọc của nàng khẽ điếm, một vùng vân cẩm màu sắc rực rỡ lơ lửng trước mặt kéo dài đến bổn năm trượng. Các ngươi đều đi lên. Nữ nhân áo vàng nói. Sắc mặt vũ dương mừng rỡ, làm phiền tiền bối. Mấy người ngồi trên vân cẩm màu sắc rực rỡ, một đạo hào quang rực rỡ như ti chấp chật lóe qua trên không hài vực rộng lớn. Hoàn cảnh chung quanh đều trở thành một đường kẻ bay nhanh về sau. Vù vù vù. Trên vân cảm màu sắc rực rỡ có một màn hào quang màu lam. Trong khi phi hành tốc độ cao mà sát cùng không khí sinh ra đống lửa đủ màu chói mắt. Dương Phạm triển khai thần thức đều không thấy rõ ràng nhận biết cảnh vật phía dưới bởi vì tốc độ di động quá nhanh mọi người trên vân cảm màu sắc rực rỡ chi cảm thấy kinh hãi cực kỳ. Tốc độ phàn quá thật không thể đánh giá. Trong lòng Dương Phàm không khỏi càng thêm tò mò, nữ nhân áo vàng này rốt cục là cường giả cảnh giới thế nào? Với tốc độ như thế. Sau một tháng phi hành đột nhiên giám tốc, hai vực phía trước xuất hiện một hòn đảo không lồ. Phạm vi chừng 20 vạn dặm. Trên đảo một vùng lục vê xanh ngắt, từ rất xa gần như có thể ngửi đến một cổ khí tức thảo dược trên không hòn đào tiếng phá không liên tục vang lên. Mỗi thỏi mỗi khắc đều có rất nhiều người tu tiên bay qua. Ha ha ha, rốt cục tới bồng sơn đảo. Vũ Dương ngửa đầu thét dài một tiếng. Giống như chim số lồng, vùng trộm liếc nhìn nữ nhân áo vàng. Dọc theo đường đi. Nàng này mang đến cho hắn áp lực quá lớn, thu liễm tới tận cùng. Nhưng đi tới bổng sơn đảo, về tới địa bàn của mình, hết thảy liền khác, nơi này là thánh địa dược đạo, hòn đào dạng lớn. Nữ nhân áo vàng không chút biểu tình, thu vân cảm màu sắc trực trở, dùng tốc độ bình thường bay về phía sâu trong bông sơn đảo. Vũ Phức giải thích cho Dương Phàm ở ngoại hải vực, hòn đảo quy mô như thế này đa phần có ngàn vạn tu sĩ chiếm cứ. Cũng thống lĩnh hải vực phạm vi hơn trăm ức dặm. Cùng các hòn đảo trong đó, Bồng Sơn đảo thuộc về liên minh nhân loại Nam Hải Vực, thuộc về hòn đảo dạng lớn, trên đảo loại này đa phản có một đại đảo chủ tọa trân, đều là đại năng pháp lực vô biên. Nghe xong Vũ Phức giải thích, trong lòng Dương Phạm càng rò an, liên tục nói lời cảm tạ. Nam Hải Vực có hai thế lực lớn, liên minh nhân loại cùng liên minh yêu tộc. Thủ lĩnh liên minh nhân loại là vương giả kiếm tu vô thường của ngoại hải, vô tuyệt kiếm hoàng. Sau khi tiến vào bổng sơn đào, tu sĩ phi hành không trung có mật độ thật lớn, tốc độ mấy người cũng không thể không giảm. Liên tục vượt qua nhiều phường thì tu tiên cùng dãy núi lớn, phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn màu vàng nhạt. Trên ngọn núi gieo trồng một loại dược liệu kỳ quái, mang theo một tia màu vàng, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lấp lánh rực rỡ. Đây không ngờ là kim diệu hoa gần như tuyệt tích ở lục địa. Dương Phạm hơi lộ vẻ kỳ dị. Kim diệu hoa này có thế tê hay thế nhiều loại dược liệu, có hiệu quả đề thần thanh tâm. Hơn nữa có hiệu quả nhất định, hấp dẫn linh khi móng manh. Trên ngọn núi này khắp nơi gieo trồng kim diệu hoa. Tương đương với một tụ linh trận thuân thiên nhiên. Dương Dược Sư Đây là chủ phong của Dược Thánh Tông chúng ta. Tông này do Dược Thánh tiền bối khai sáng, chỉ có lịch sử hai ba ngàn năm mà lại còn là khai tông đời thứ nhất. Vũ Phức lộ vẻ tự hào nói thời gian hai ba ngàn năm, đối với tông phái đất liền mà nói xem như tương đối dài dòng, nhưng là đặt ở ngoại hải vực cũng không tính là gì. Bởi vì sau khi bước vào thông thiên tam giai, thọ nguyễn nhiều, chi cường giả hợp thế kỳ đã có thọ nguyên đến vài vạn năm. Một tông phái, ba ngàn năm ở ngoại hải vực mới xem như chuyển thù một đời. Mấy người vừa bước vào dược thánh phong, lập tức có người đi thông báo. Không bao lâu, một nữ nhân cao quý mặc đồ màu tím hoa lệ dẫn theo bổn năm vị trường lão tông phái từ trong ngọn núi màu vàng nhạt bay ra, bồn phía vây quanh mấy trăm tu sĩ chấp pháp, thành thế rất lớn. Nghĩa mẫu, chúng ta đã mang cái tên truyền kỳ dương dược sư kia trong đất liền đến đây. Vũ Dương đi lên nghênh đón, lập tức thi lễ nói. Vũ Phước mỉm cười thi lễ với mẫu tháng, về trước mặt nữ nhân mặc đồ tim kia. Dương Phàm nhìn nữ nhân đồ tím này, khuôn mặt như hoa như ngọc, xinh đẹp quyến rũ, dùng chim sa cá lặng đều không đủ để hình dung. Nhưng trên người nàng này còn có một cổ khí chất thánh khiết xuất trần, khiến loại mị lực từ bản thân nàng càng thêm không thể ngăn cản, quá thực là kết hợp của thiên sứ cùng ma quỷ. Vũ Phức tuy rằng xung nàng này là nghĩa mẫu, nhưng là xem tôi hai người chăn phản cao thấp, đều không quá hai mươi. Tiểu nữ Vũ Nhiên, đại trưởng lão Dược Thánh Tông. Tên Tùy Dương Dược Sư ngay cả những người ở xa ngoại hải vực như chúng ta đều có nghe thấy, có thể thấy được y thuật của các hạ. Nữ tử đồ tím này cười xinh đẹp, trong khoảnh khắc tuyệt mỹ hấp dẫn, thậm chí khiến tâm thần Dương Phạm lay động. Vũ tiền bối khách khí rồi. Dương Phạm bảo trì cung kính nên có, trong lòng chấn động. Nàng này có thể trở thành đại trướng lão một tông phái, chi sợ không phải nhân vật đơn giản. Đại trướng lão dược thánh tông, tự nhiên đoàn hào quang liên hoa tam sắc hồn hợp trong cơ thể dương phạm thậm chí sinh ra một loại cảm ứng nguy cơ. Chẳng lẽ nguy cơ chân chính đến từ nàng này? Trong lòng dương phạm hoảng sợ. Mà giờ phút này, đại trưởng lão tự nhiên đẩy hứng thú đánh giá hắn. Trong lòng dương phạm rùng mình một cái, có một loại ảo giác trở thành con mỗi của thờ sản. Mọi hai vị khách quy. Tự nhiên thản nhiên đảo qua nữ nhân áo vàng một cái, thái độ lộ vẻ lãnh đạm, an bài chỗ ở cho hai người Dương Phạm. Hơn nữa vào lúc an bài chỗ ở, nàng ta còn đặc biệt tách Dương Phạm cùng nữ nhân áo vàng ra. Trong lòng Dương Phạm càng không yên. Cảm ứng của hắn sẽ không sai. Nguy cơ chân chính đến từ nghĩa mẫu của Vũ Phức, cũng chính là đại trướng lão tông phái này, tự nhiên. Chương 807, mị tiên hồn hương thể. Đại trưởng lão Vũ Nghiên hứng thú như đang đánh giá Dương Phạm, đối với nữ nhân áo vàng thì thái độ hơi lạnh nhạt. Điều này càng khiến Dương Phạm kinh ngạc, thật sự không hiểu được quan hệ giữa nữ nhân áo vàng này và Dược Thánh Tông. Nếu không phải vì có quan hệ với nàng, chi bằng thực lực hai huynh mùi Vũ Dương. Vũ Phức thì muốn buộc hắn đi ngoại hải vực quả là chuyện không thể. Tuy nhiên, nữ nhân áo vàng này từ đầu tới cuối ngoại trừ sự thần bí mông lung ra đều có vẻ rất lạnh nhạt. Cũng chi bàn quan mà thôi. Mặc dù Vũ Nghiên có ý an bài với việc tách nàng và Dương Phạm ra, nàng ta cũng không có chút dị nghị nào. Ánh mắt Vũ Dương hiếp lại, hiện lên một tia âm hiểm đắc ý, khóe miệng hơi cong lên, không hô là nghĩa mẫu, an bài nàng ta cư ngụ tại một nhánh núi cách Dược Thánh Tông tới tám trăm dặm, điều này khiến ảnh hưởng đối với kế hoạch của chúng ta thật sự nhỏ lại rất nhiều. Ngay cả dù nàng ta vừa bước vào cũng chưa chắc dám ở nơi này công khai ra tay với đệ tủ dược thánh tông ta. Dương Phạm thấy nữ nhân áo vàng này không có gì dị nghị. Định, nói lại thôi, bảo trì trầm mặt. Trong lòng hắn thậm chí còn có ý tưởng rằng nếu dược thánh tông này không có cường giả độ kiếp kỳ tọa trấn, nữ nhân áo vàng này lại không ở bên cạnh, chính hắn có thể hoàn toàn nhân cơ hội này bỏ trốn. Dù sao hắn vừa phát hiện ra cường giả cấp trường lão của Dược Thánh Tông cũng đều là tu vi hợp thể hậu kỳ mà thôi. Cường giả hợp thế hậu kỳ ở ngoài hải vực cũng coi như là cường giả đinh phong, hơn nữa không như ở đại tầng, hoàn toàn có thể buông tay phỏng chân, thực lực không thể coi thường. Dư nhất mang tới cho Dương Phàm cảm giác nguy hiểm chính là đại trường lão Vũ Nghiên này. Là đại trưởng lão, tu vi của Vũ Nghiên ít nhất là hợp thế đại viên mãn, thực lục so với những trướng lão khác phải cao hơn một bậc khi mặt trời đã xuống núi, Vũ Phức cô nương lại vụng trộm mò xuống chỗ Dương Phàm. Vũ cô nương. Dương Phàm hơi kinh ngạc, vẻ mặt khó hiu. Một đường đi tới, Vũ Phức cũng rất tốt với Dương Phàm, thậm chí mơ hồ sinh ra chút cảm tin. Đối với điều này, Dương Phàm cũng có thể lý giải đôi chút. Dương Dược Sư Ngày vẫn là sớm chạy trốn đi. Ca ca và nghĩa mẫu đều có sát ý với ngươi nếu ngươi ở lại bông sơn đảo, sớm muộn cũng khó thoát khỏi độc thủ. Khuôn mặt vũ phức phím hồng, vẻ mặt lo lắng nói. Dương Phạm lắc đầu nói, đa tạ một mảnh hảo tâm của vũ cô nương, nhưng Dương Mổ hiện tại chưa thể chạy trốn được. Chả đến nơi rồi sao ngài còn không gấp. Vũ Phức dường như còn sột ruột hơn cả hắn. Dương Phàm cười khổ nói, nếu như quả có nắm chắc, Dương Mổ tuyệt đối không lưu lại nơi này thêm chút nào cả. Từ sau khi tấn chức hoán Nha Kỳ, Dương Phạm có một cảm giác mẫn tuệ với tương lai. Đặc biệt là sau khi đạt tới Vẫn Hoa Kỳ, cảm ứng lúc trước khá bị động thì giờ đã ngày càng rõ ràng. Hắn có một loại trực giác rằng bản thân mình dù có thể tránh né được cơ sở của Dược Thánh Tông, cũng không thể thoát khỏi một cửa của nữ nhân áo vàng kia. Tuy nhiên, Dương Mổ cũng thấy rất kỳ lạ, vũ cô nương sao lại dường như có thành kiến với huy thi trưởng và nghĩa mẫu của mình. Dương Phạm tò mò hỏi. Dược Thánh Tông lấy dược đạo vê thuật làm cơ sở. Sư phụ của tiêu nữ chính là đệ tử đã chết đi kia của Dược Thánh tiền bối. Mà Nghĩa Mẫu và Đại ca đều tinh thông hai đạo vê độc, hơn nữa nghiên cứu đối với độc đạo đã đạt tới trình độ cực đáng sợ. Việc này từng khiến Dược Thánh lão sư rất phản cảm, đối với việc kế thù tông chủ vị cũng rất hối hận. Thanh âm vũ phức như nước chảy, trình bày lại tình huống đại khái của Dược Thánh Tông cho Dương Phàm. Hóa ra, địa vị tối cao ở Dược Thánh Tông chính là Tông Chủ Khai Sơn, lấy tên là Dược Thánh. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền tới âm thanh phá không? Ha ha ha! Vũ Mỗ đang muốn đi tìm Dương Đạo Hữu. Không ngờ mùi mùi đã sớm tới trước một bước. Ít kỳ nhóm Dick lét người giúp Matrix 612 người tới chính là huynh trưởng của Vũ Phức, Vũ Dương. Cũng không đợi chủ nhân là Dương Phạm đồng ý, Vũ Dương trực tiếp tiến vào trong phòng khách, khi ánh mắt hai huynh muội giao nhau, trong mắt Vũ Dương xẹt qua một tia lạnh lùng. Mùi tới nơi này làm gì? Vũ Dương tràn mắt nhìn mùi mùi một cái. Đại ca. Vũ Phước có chút bối rối, vẻ mặt hoi hoảng loạn. Dương Dược Sư, nghĩa mẫu ta muốn một mình gặp ngươi, thương nghị tới đại sự phục sinh cho Dược Thánh tiên bối. Vũ Dương chợt ôn hòa nhìn Dương Phạm, ý cười trên mặt rất giả đối. Gặp một mình ta. Dương Phạm gật gật đầu, bình tĩnh đáp lại, hắn cũng đang muốn thăm đò về Dược Thánh Tông, ngoài ra cũng không thể từ chối lời mời của đại trưởng lão được. Trên mặt Vũ Phước mang theo vài phần bất an, nhìn theo Dương Phạm đang theo sau đại ca phá không bay đi. Dương Phạm mơ hồ cảm nhận được hai mẹ con Vũ Nhiên hơn phần nữa là không có hảo tâm. Hắn lập tức triển khai thần niệm, nhanh chóng tìm được liên hệ với nữ nhân áo vàng đang cư ngụ ở một dãy núi nhánh ở ngoài bảy tám trăm dặm. Nữ nhân áo vàng này biết được chuyện, giọng điệu bình tĩnh, như không để ý nói, ngươi đi đi. Nàng này không ngờ không tỏ thái độ gì, bộ dáng thực không quan tâm, dường như đem Dương Phạm tới bồng sơn đào là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trên trán Dương Phạm lại nổi lên gân xanh. Nữ nhân áo vàng này quả có chút lạnh khốc. Khi còn ở Dược Thánh, nàng ta hứa hẹn sẽ đảm bảo an toàn cho mình và thân nhân, hiện tại lại có bộ dáng như chăng thèm quan tâm. Sự giận dữ trong lòng cũng nhanh chóng được Dương Phạm lau đi Âm thầm thở dài, nhựa cũng tốt Không tính nàng ta vào kế hoạch, hết thảy phải dựa vào chính mình RZ ăn Y2 R71 một vũ dương dân Dương Phạm tới Đinh Dược Thánh Tông Là một mảnh thiên địa băng tòe, tuyết vụ vần quanh Trong một phủ đệ bị băng tuyết bao phủ Vũ Dương dừng lại, đưa tay ý mời Dương Phạm đi vào cảnh tượng trong đồng phủ này giống như một lâm viên, trồng vô số dược liệu, cây cối. Dương Phạm cũng phát hiện có rất nhiều độc vật đã gần như tuyệt tích ở nhân giới. Trong đó, một số loại độc vật có độc tính thậm chí đủ uy hiếp cường giả thông thiên tam giai. Trong lòng hắn chợt ngưng trọng. Đột nhiên nghĩ tới lời nói của Vũ Phức, nàng ta vừa nói nghĩa mẫu và đại ca mình có trình độ cực cao trên y đạo cũng từng không được dược thánh tán thành. Dương Tông Sư đích tháng tới động phủ của tiểu nữ, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Một thân trang phục xuất trần, quyến rũ vô thượng, đại trưởng lão Vũ Nghiên xuất hiện, vẻ mặt rất nhiệt tinh tiếp đón Dương Phàm. Vũ Dương biết điểu lui ra. Trước khi đi, ánh mắt như lãnh mang quét qua người Dương Phàm. Vũ Nghiên này xung minh là Dương Tông Sư. Khi đề cập tới ba chữ Dương Tông Sư, Vũ Nghiên cố ý gia tăng âm điệu, thâm ý nhìn thẳng Dương Phàm trong lòng Dương Phạm chợt ngưng trọng. Nàng rõ ràng đang báo cho mình biết nơi này không phải là nội lục mà chính là ngoại hài vực. Không quản ở nội lục ngươi đạt tới cảnh giới cao như thế nào khi ra ngoại hải vực rồi tới địa bàn của ta, tốt nhất vẫn phải ngoan ngoãn một chút. Mị nhãn của Vũ Nhiên từ khi gặp mặt luôn dừng trên mặt Dương Phạm, chưa từng rời đi, trong lòng âm thầm suy tính, đúng là nam nhân cực phẩm. Dương Phạm bị nhìn như vậy tất nhiên không cảm thấy tự nhiên bỗng nhiên một cổ ám hương thấm nhập nhân tâm ập tới. Bàn tay hắn chợt cảm thấy lạnh lẽo, đã bị một ngọc thủ mềm mại không xương nắm lấy. Dương Phạm chân động, theo bán nặng muôn tránh né nhưng lại gặp phải một cô lực lượng âm nhu, nửa cánh tay rung lên. Mơ hồ mất đi cảm giác. Mùi hương trên cơ thể nàng ta có một loại thần thông khiến tâm thần con người hoảng hốt. Trong pháp lực của nàng ta cũng ân chứa một độc lực trí mạng. Dương Phạm không phản kháng, cứ vậy để nàng nắm lấy tay đi vào một khuê phòng của nữ nhân hắn vừa mới kháng cự loại thần thông khiến tâm thần và pháp lực chứa đầy độc tính này thì từ trong khuê phòng truyền ra một thanh âm khiến người ta phiêu phiêu dục tiên bá toàn bộ cảnh tượng trong khuê phong biến ảo thành một đại điện rực rỡ hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới thần thức dương phàm đã không kết nổi với ngoại giới đây dĩ nhiên là một không gian lĩnh vực độc lập trong lòng dương phàm hoảng hốt hoan nghênh tiến vào không gian linh bảo bích linh khuê của nghiên nhi tháng thế mềm mại không xương của vũ Nhiên lập tức áp vào người dương phàm tâm thần dương phàm hơn phần nữa đã không thể ngăn cản được âm thanh công kích ấn chứa trong không gian linh bảo này ngoài ra khi vũ Nhiên tự người vào hắn mùi hương ấn chứa thần thông trên cơ thể và pháp lực chứa độc lực đã hoàn toàn chế trụ hắn dương phàm hít sâu một hơi đơn giản không phản kháng trước bảo tồn thực lực để nàng ta thấy khinh địch trong lòng hắn âm thầm suy tính nàng ta tuy chỉ là một đại trướng lão của một tông phái bình thường ngoại hài vực nhưng không ngờ trên người lại có không gian linh bảo không gian linh bảo thuộc loại vô cùng thua thất ở nhân giới dù là cao nhân độ kiếp kỳ cũng không hẳn có được dương phàm cướp đoạt toàn bộ thiên lang điện cũng chiếm được linh bảo thuộc loại không gian nhưng đa phần chỉ là những vật phẩm phụ trợ mà không gian linh bảo có thế vây khốn người như thế này ngay cả dương phàm cũng không có ngươi muốn làm gì hồ phi hô khẽ một chút lúc này tay hắn không tự chủ được đưa lên chạm vào vào bộ ngực ngạo nhân của nàng ta bộ ngực nàng phá khỏi quần áo mỏng tan lộ ra bộ ngực trắng muốt và thân thế ôn hồng cũng tràn ngập vẻ mị hoặc khách 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 cực phẩm như ngươi quả thật hiếm gặp ở nhất giới nghiền nhi đương nhiên muốn ăn tươi ngươi rồi quần áo của Vũ Nghiên rơi ra. Như thủy xà, cuốn lấy người Dương Phạm, thanh âm tràn đầy mị hoặc. Tâm thần Dương Phạm bị âm thanh kỳ dị kia khắc chế, thân thế bị pháp lực đầy độc tính và dị hương thân thế Vũ Nghiên áp chế, dần roi vào hạ phong. Thân thế hắn là thánh nông thế. Tuy có lực tự bảo vệ mình nhưng dục vọng nguyên thủy của hắn đã bị kêu gọi, nhanh chóng trần trụi cuốn lấy Vũ Nghiên. Thân thế Dương Phạm linh động, trong linh đài lại rất thanh minh, trong lòng cũng âm thầm tính toán. Hắn đang đoán dụng ý của Vũ Nghiên. Từ khi tiến vào động phủ, đối phương không động tới việc hoàng hồn pháp đạn và thiên nhất hồn thủy chút nào. Chẳng lẽ nàng ta đơn giản là coi trọng mình, muốn thân mật xác thịt như thế này? Nếu quả thật như vậy thì Dương Phàm cũng chưa thấy có gì đáng ngại. Trên thực tế, Dương Phàm cũng đã đoán đúng vài phần. Vũ Nghiên đích xác nhìn trung hắn nhưng không phải chi đơn giản là thân mật xác thịt, nam nữ giao hoang. Khi hai người đang giao hòa vào nhau, cùng nhau kéo cày qua núi thì tám linh dương phạm sinh ra cảnh báo. Vũ Nhiên cũng không biết có loại thế chất nào, da tráng thịt mịn, toàn thân sinh hương. Khi cùng thân cận, thân thế dẫn bị hấp dẫn rồi ngay cả linh hồn cũng khó có thể kiểm chế. Nếu cứ tiếp tục thế này, thân thế và linh hồn Dương Phạm sẽ sinh ra một loại ý lại không thể kháng cự trở thành quan hệ như nô bộc. Cưng à! Nhanh thôi, cưng sẽ trở thành em nô đắc lực nhất dưới tay nghiêng nhi. Có thế thân thiết với em tiên hỗn hương thế duy nhất còn tồn tại ở ngoại hải vực, một tiểu tu sĩ nội lục như ngươi cũng coi như không uống một đời. Hơi thờ vũ nghiêng như hương lan, thân thế tuyệt nhu. Tuyệt mỹ không xương hoàn toàn cuốn lấy dương phàm. chương 808, ý cảnh vẫn hoa trung kỳ. Mỹ tiên hồn hương thề. Tâm thần dương phàm chấn động. Y đạo của hắn có thể nói là thông kim bát cổ. Tự nhiên biết được loại thế chất đặc biệt trong truyền thuyết này. Loại thế chất này đúng là vạn năm khó gặp ở tu tiên giới, lại chi xuất hiện ở nữ giới. Hồn hương thế này có được huyển diệu vô thượng, ngoại trừ khiến nữ nhân vô cùng mị hoặc thì còn có một đặc điểm là khi cùng nam giới kéo cày qua núi thì liền vĩnh viễn không thể khắc chế được dục vọng và sự ý lại, do đó nhớ mãi không quên. Bị áp chế và ngoan ngoãn phục tùng Vũ Nghiên này không những có được thế chất kỳ diệu mà còn tu luyện một loại độc thuật khó lường, khiến uy lực của M.I. Tiên Hỗn Hương Thê được gia tăng gấp trăm gấp ngàn lần. Có thể nói, ở một trình độ nhất định, Vũ Nghiên có được năng lực mị hoặc thiên hạ trừ khi nam nhân có tu vi vượt xa nàng ta mới miễn cưỡng kháng cự được tinh thần dương phàm gần như bị lạc vào trong đó may mắn ở linh đài vẫn còn một tia thanh minh hắn lúc đầu nghĩ rằng nàng ta chủ động như vậy đã khiến mình lâm vào hoàn cảnh xấu đơn giản không toàn lực phản kháng bảo tồn dư lực nhưng càng lâu hắn rột cục lại bị tháng thế tuyệt thế vô sông này hấp dẫn dương phàm sớm không phải là lần đầu tiên kéo cày qua núi nữ nhân từng quan hệ với hắn có ai mà không phải là mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn hưởng thụ tháng thế tuyệt thế như thế này. Vũ Nhiên thịt trắng da mịn, so với ta lụa còn mềm mại hơn. Về phương diện này nàng có thế so với vân vũ tịch, lệnh hổ tiểu tịch, thậm chí còn chu bằng được. Nhưng luận về nhu tính thi không một nữ nhân nào có thể sánh được với Vũ Nhiên. Toàn thân nàng nhu nhược như hoàn toàn không xương, dường như chi được tạo thành từ nhục thịt, thân thế như nước. Dương Phàm cùng nàng giao hoang thậm chí cảm giác vô cùng hòa hợp. Mà chỗ chân chính kỳ diệu là với thế chất đặc biệt của Vũ Nhiên, khi vuốt ve ma sát lại sinh ra những thê nghiệm kỳ diệu, khiến người ta mê đắm, dần sinh ra suy nghĩ ý lại, dục vọng ngày càng mạnh mẽ. Thật khó khắc chế. Ngoài ra, trong thế chất đặc biệt của Vũ Nhiên còn phát ra ám hương, làm cho tâm thần người ta thà lòng, định lực giảm xuống. Dù không phải là xuân dược như lại còn mạnh hơn gấp trăm gấp ngàn cuối cùng là công pháp đặc biệt mà Vũ Nhiên tu luyện, một thân pháp lục đầy độc tính, khiến sự mị hoặc và thay chất thần kỳ của nàng được phát huy tới cực cao. Nháy mắt Dương Phạm đã phân tích tình huống đại khái, không khỏi hít sâu một hơi lãnh khí. Nhưng lúc này đổi diện với khỏi thân thế trên cả tuyệt vời này. Sinh ra một loại mê luyến, ỷ lại, gần như chưa thế khắc chế. Không phải là Dương Phạm không muốn chống cự mà thời gian lúc này đã là quá muộn tu vi cảnh giới của Vũ Nhiên hơn xa Dương Phạm, lại có được thế chất kỳ diệu. Càng quan trọng hơn là lúc này lại ở trong không gian linh bảo của nàng. Thanh âm kỳ dị kia không biết từ đâu truyền tuyết, khiến tinh thần lực của hắn đập khắc chế hơn phần nữa. Nếu cứ như thế này, ta sẽ chân chính bị nàng ăn tươi nuốt sống, hoàn toàn không muốn rời xa thân thế nàng ta, ngoan ngoãn phục tùng, gần như là nô bộc. Trong lòng Dương Phạm sinh ra cảnh báo. Giờ phút này, sự thanh minh còn hiện ra trong linh đại hắn, hắn còn cơ hội kháng cự. Nhưng Dương Phạm thậm chí không sinh ra nội ý muốn kháng cự. Nếu ngay từ đầu kháng cự thì hắn ít nhất có năm thành cơ hội. Nhưng Dương Phạm lúc đầu có ý nghĩ bảo tồn thực lực, đương nhiên cũng ông tám lý giả và không kháng cự cho nên không phản kháng lại. Một mỹ nữ như thế này tụ dân hiến, hắn bình thường sẽ không cự tuyệt. Đủ loại nhân tổ này khiến Dương Phạm lúc này lâm vào cục diện mà bản thân hắn cũng khó lòng đánh giá được. Giờ phút này, hắn làm sao có thể xoay chuyển cục diện bị biến thành nô bộc? Lúc này, trong linh đài vẫn kiên cường một tia thanh minh, lực lượng thủy hồn giới được vận chuyên toàn thân. Dù vậy, suy nghĩ của Dương Phạm chi thanh tinh hơn một chút. Vẫn chu thế kháng cự lại sự mê hoặc của thân thế vũ nhiên, đang vô cùng dục vọng, hôn hít, vuốt ve mỗi tất thịt mảnh da của nàng ta càng phản kháng, loại dục vọng này càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, linh quan trong đầu Dương Phạm chợt lóe lên, ta tu luyện tiên hồng quyết, mọi thứ đều tuần hoàn tự nhiên. Loại dục vọng này vốn thuộc về thế xác, ta nếu thông theo tự nhiên thì nước chảy thành sông không. Còn nữa, vẫn hoa trung kỳ tương đương với thỏi khắc sinh mệnh huyển mỹ nhất, loại ý cảnh tráng mỹ thông theo tự nhiên này so với bất kỳ sự hấp dẫn nào đều mạnh hơn. Dương Phàm lại thế ngộ ý cảnh vẫn hoa trung kỳ thân thế và đại bộ phận tâm thần của mình đã hoàn toàn mê đắm vào mùi hương và thân thế vũ nhiên, mà chỉ còn một tia thanh minh đang dẫn dắt suy nghĩ. Bỗng nhiên, pháp lực trong cơ thể dương phạm sinh ra biến hóa huyển diệu, thân thế và tinh thần không hề phản kháng, truy cầu theo dục vọng đối với mỹ nhân. Trung tâm thân thế Quan cầu màu lục không chút quái niệm ở trên đoàn liên hoa ba màu càng trở nên huyến lệ. Quan cầu màu lục này hạ xuống, tiến nhập địa hồn căng, kết nối với thủy hồn giới. Lấy quan cẩu màu lục này làm trung tâm, một mảnh quan đoàn ngũ sắc liền giống như đóa hoa nở ra. Giờ khắc này, lục lượng sinh mệnh tự nhiên trong cơ thể dương phạm lại như đóa hoa huyển lệ nở rộ. Khiến sự huyến mỹ tráng lệ này để thăng lên cực hạn. Trong vô hình, thế ngộ cảnh giới vẫn hoa kỳ của dương phạm càng thêm sâu sắc, rõ ràng. Ý cảnh gia tăng khiến huyết nhục, cột cách đang giao hoang với vũ nhiên nổi lên ánh sáng ngũ sắc nhàn nhạt cũng chìm đắm trong những xúc cảm cao trào. Vũ Nhiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, cùng dương phạm huyết nhục tương liên, cảm nhận một cổ mất hồn không biết dùng từ ngữ nào để hình dung. Nắm trong lòng ngực dương phạm như là một việc đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Lấy mị thuật vô thượng của nàng, giờ phút này cũng không thể kiềm chế được, vô cùng say đắm nam nhân mối chi gặp lân đâu này. Dương Phạm không hạn chế. Phóng thích hoàn toàn dục vọng bản thân, vẻ đẹp dương cương trên tháng thế minh càng thêm mãnh liệt, không thế nào ngăn cản. Vẫn hoa trung kỳ, đây là thỏi khắc mà sinh mệnh quy giá tới huyển Mỹ, nhưng tuyệt đối không thể duy trì lâu. Đây cũng là lý do ta gọi nó là vẫn hoa. Trong khi giao hoang, tâm thần dương phàm vẫn hiểu rõ thiên địa. Hắn rốt cục bước vào trạng thái siêu việt thiên nhân mô thức bình thường. Linh hồn dương phàm câu thông thái hư, ánh sáng ngũ sắc nhàn nhạt trên cơ thể lại huyển lệ như thực chất. Cuối cùng, quan hoa ngũ sắc nhàn nhạt này tràn ngập không gian linh bảo bích linh khuê, vô cùng xinh đẹp. Trong mơ hồ, ngay cả âm thanh kỳ dị quanh quần khắp không gian này cũng đã dừng lại. Dương Phàm rốt cục hơn phán nửa thoát khỏi trạng thái tinh thần bị áp chế. Hơn nữa lấy ý cảnh vẫn hoa trung kỳ hoàn toàn triệt tiêu mị hoặc của Vũ Nhiên đối với mình. Ngược lại là Vũ Nhiên. Hơi thở nàng ta gấp gáp, mê đắm thân thế hắn, dùng đôi môi đỏ mộng hôn hít khắp thân thế hắn. Dương Phàm thả nàng lên mặt đất, một lần những người cuối cùng khiến nàng ta lâm vào cao trào trước nay chưa từng có. Toàn thân Vũ Nhiên có giật không ngừng, liên tục nũng nịu, hơi thở gấp gáp, trầm mê mộng đẹp. Cứ như vậy, liên tiếp ba ngày, Dương Phàm rời khỏi thân thế Vũ Nhiên, khóe miệng nôi lên một vẻ tươi cười thắng cuộc. Lúc này, trên người hắn tràn ngập huyển quan ngũ sắc cũng dẫn thu liễm. Cảm quan của Dương Phạm trong không gian linh bảo Bích Linh Khuê phát hiện một con tiểu xà bạch vãng đang trên một một trụ, không ngừng vặn vẹo, tâm thần cùng dục vọng đều mê thất. Ngẫm lại, thanh âm kỳ dị vừa rồi, khắc chế và công kích tinh thần, linh hồn Dương Phạm Hân là xuất phát từ con rắn này, tu vi của nó dường như còn đáng sợ hơn cả vũ nhiên. Khi quan hoa ngũ sắc bên ngoài Dương Phạm thu liễm, hoàn toàn biến mất thì con tiểu xà này tinh táo lại, bá một tiếng đã biến mất. Mà lúc này Vũ Nhiên đã đứng dậy. Nhìn Dương Phạm với ánh mắt còn vài phần mê đắm ngươi là nam nhân cực phẩm nhất mà Vũ Nhiên gặp được trên đời này. Chỉ tiếc không thể lưu ngươi bên cạnh. Trong giọng nói của nàng mang vài phần tiếc nuối. Tiếp theo, nàng chuyển mắt, mặc lại quần áo, nói như ra lệnh. Tiếp theo, ngươi có giao hoàng hôn pháp đàn cho bản đại trưởng lão không? Dương Phàm hiểu rằng nàng ta đã thanh tinh nhưng vẫn vận dụng vẻ mặt đầy mê đắm nhìn Vũ Nhiên. Vội vàng đáp lại, nghiêng nhi, hoàng hồn pháp đàn nếu ở trên tay ta thì chắc chắn sẽ giao cho nàng nhưng là từ khi còn ở đại tần thướng đã bị tu sĩ của huyêm cột quy tông ngoại hài vực cướp mất có việc này sao ngươi cũng không lừa gạt ta đó chứ ánh mắt vũ nghiên sáng quắc nhìn dương phàm nàng đối với mỹ tiên hồn hương thế của mình vô cùng tự tin ngay cả người có tu vi cao hơn mình cũng khó có thế cưỡng lại nhưng những người mê đắm nàng bình thường đều ngoan ngoãn phục tùng nàng nhưng không có nghĩa là nắm trong tay linh hồn và tư tướng của đối phương không tin thì nghiêng nhi có thể lục soát người ta. Dương Phạm giao ra trữ vật giới chi của mình. Đạt tới cấp bậc này đã sớm không dùng tới túi trừ vật nữa. Ồ, à, không gian giới chi cao cấp hơn đối với Dương Phạm cũng vô dụng. Làm sao có đạo cụ nào có thể sánh bằng tiên hồng giới của mình? Vũ Nhiên tiếp lấy chiếc nhẫn. Xem xét một lúc quả không thấy hoàng hồn pháp đàn, những thứ bên trong tuy rằng giá trị không tôi nhưng đối với một đại trưởng lão như nàng thì cũng không có hấp dẫn quá lớn thật không có đòi mi của vũ nghiên nhíu lại lại vận chuyển thần thông tra xét toàn thân dương phàm một lần không phát hiện có vấn đề gì xem ra ngươi thật không gạt ta vũ nghiên thở dài một hơi lại khó hiểu nhìn về phía dương phàm nếu không có thiên nhật hôn thủy sao ngươi lại tới đùa dẫn dược thánh tông chẳng thức nương Dương Phạm lắc đầu nói, cho dù không có thiên nhất hồn thủy. Dương Mổ cũng có tới năm thành nắm chắc thi triên thân thông phục sinh. Năm thành? Vẫn lớn như vậy sao? Vũng Hiên khó tin nói. Sau đó nàng lại cười nói, hiện giờ ngươi đã là người của ta. Ở khi thi triên thần thông phục sinh, nghiêng nhi yêu cầu ngươi phải cố ý giả sai lầm gì đó, khiến linh hồn giảm dần, cứ nhợ, lão bất tử dược thánh kia sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội phục sinh. Dương Phạm nghe vậy trong lòng vô cùng hàng lãnh Một khi chính mình làm như vậy Khiến linh hồn dược thánh bị tiêu tan Làm sao sống sót tròi đi dược thánh tông Cho dù có thể chạy khỏi bồng sơn đảo Có thể đổi điện với nữ nhân thần bí kia mà toàn thân trở ra sao Ngay cả Dương Phạm giao ra hoàng hồn pháp đàn Mất đi giá trị lợi dụng Hắn cũng sẽ lâm vào kết cục giết người diệt khẩu Được rồi, hết thảy sẽ nghe theo lời nhiên nhi vẻ mặt dương phàm mê đắm lại dằn có vũ nhiên một lúc mới đi ngươi không thế ở lại lâu nếu không nữ nhân thần bí họ hoàng kia lại nghi ngờ vũ nhiên và dương Phạm ngươi hoàng ái quá độ nàng ta vội thúc giục hắn rồi đi rời khỏi không gian linh bảo trong lòng dương Phạm âm thầm thở phào may má hắn có thế lừa được đại trưởng lão vũ nhiên rốt cục bước đầu thoát khỏi cục diện xấu này Chương 809, Tu Bổ Tiên Phủ Nhìn Dương Phạm rời đi, sắc mặt Vũ Nghiên phức tạp, vẻ mê luyến trong mắt lóe lên rồi biến mất, bị lãnh mang tê hay thế. Mỹ Sa, ngươi cảm thấy hắn có chân chính lâm và hồn hương thuật của ta không? Sắc mặt Vũ Nghiên lãnh đạm, khí chất cao nhã. Như đang nói chuyện với không khí. Bá Một nữ nhân thân người đuôi trắng mặc đồ trắng trống rỗng xuất hiện ở một góc bích linh khuê. Sa nữ áo trắng này mặc như hoa đào, cười dài nói, sao Vũ trưởng lão lại nói ra lời ấy? Người đối với hồn hương thuật của mình luôn rất tự tin. Chưa từng có nam nhân nào tránh được cơ mà. Bởi vì có một đoạn thời gian, ngay cả ta đều bị nhương mang, thậm chí sinh ra cảm xúc mê đắm không nỡ dứt với người này. Trong mắt Vũ Nhiên vẫn là một mảnh bình tĩnh, lâm vào trầm tư. Sa nữ áo trắng này khuôn mặt hơi đỏ lên, cũng ấp a à ấp úng nói, đoạn thời gian đó ngay cả ta cũng như mê man, tình huống cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Đại trường lão Vũng Hiên nghe vậy thì thần sắc chợt biến đổi, làm sao có thể, ngay cả ngươi, người này chung quy vẫn là tông sư của nội lục. Không phải là kẻ tẩm thường. Xem ra đối với hôn hương thuật của ta, cũng chỉ có thể nắm chắc năm thành mà thôi. Rồi sau đó, khuôn mặt nàng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên không chừng. Không bằng đế ta ra tay, loại bỏ hắn đế trừ hậu hoạn. Vạn nhất hắn thật sự có thế phục sinh dược thánh. Xa nữ áo trắng này hạ giọng nói. Hiện tại không tiện xuống tay. Vũ Nhiên phủ quấy nói, đây chung quy là dược thánh tông ta. Hơn nữa còn có nữ nhân họ hoàng có thân phận không rõ kia. Tu vi của nàng ta sâu không lường được, chi sớt có lai lịch. Chúng ta đã tra xét một đoạn thời gian nội hải không có người nào họ hoàng nhựa nàng tự xưng là trường lão nhưng phóng nhãn tất cả tông phái nội hải cũng không có người nào phù hợp với lai lịch này khi đề cập tới nữ nhân thần bí họ hoàng ngay cả xà nữ áo trắng cũng cảm thấy khó giải quấy xem ra người chân chính phải đều phòng cũng là nàng ta không biết ả có quan hệ gì với dược thánh lão nhân trong mắt vũ nghiên lộ ra vài phần lo lắng một dương phàm không thấy chắc chắn là nắm trong tay một nữ nhân thần bí vô danh. Là đại trường lão của Dược Thánh Tông. Vũ Nhiên đã lâu rồi chưa từng gặp chuyện gì khó giải quấy như vậy. Sau khi Dương Phàm rời khỏi động phủ của đại trường lão, đột nhiên cảm nhận được một cổ hàng ý khó hiếu. Trong cảm quan thông thiên triệt địa, hắn lập tức nắm bắt được một tên nam nhân với bộ mặt âm lãnh, sát ý nhàn nhạt. Vũ Dương Trong lòng Dương Phàm không khỏi kinh ngạc. Từ khi từ động phủ Vũ Nhiên đi ra, sát khí tới từ Vũ Dương rõ ràng đã mãnh liệt hơn vài phần. Trên đường trở về, Dương Phạm lại giáp mặt với Vũ Phức. À! Dương Dược Sư, ngươi tới gặp Nghĩa Mẫu không biết có xảy ra vấn đề gì không? Vẽ mặt Vũ Phức đỏ lên. Bộ dáng bẽn lẽn. Vũ Đại Trường Lão rất nhiệt tình. Vũ Phức tiểu thu đa tâm rồi. Ít Dương Phạm mỉm cười cáo biệt nàng ta. Vũ Phức nghe vậy không khỏi ngẩn ra đôi mi thanh tú nhíu lại, trong lòng vẫn còn lo lắng. Một thời gian sau đó, Dược Thánh Tông cũng không triệu kiến Dương Phạm, đối với việc phục sinh Dược Thánh cũng không đề cập tới. Nữ nhân áo vàng cũng luôn tỉnh tu. Bộ dáng không gấp không vội. Đương sự không nón nảy, Dương Phạm lại càng không cần phải lo lắng. Điều đáng tiếc duy nhất chính là sự tự do của Dương Phạm bị hạn chế nhất định. Dương Phạm nhân cơ hội này tâm thần tiến nhập tiên hồng không gian, tiếp tục tu bổ thiên lang tiên phủ. Hơn phần nửa tài liệu được dùng là tới từ thượng giới. Mặc dù trình độ hư hại của tiên phủ cũng không lớn nhưng quá trình tu bổ dông luyện đối với Dương Phạm mà nói cũng rất khó khăn. Dù sao, tài liệu chế tạo tiên phủ này ít nhất đều là đứng đẩu nhân giới, càng dung nhập những tài liệu từ thượng giới, thái hư thiên hỏa cũng rất khó có thể thành công tu luyện. Nhoáng một cái, thời gian ba năm đã trôi qua. Ở ngoài hải vực, chút thời gian ấy căn bản không đáng kể đừng nói là đối với những tu sĩ cao nhất nhưng thời gian ba năm qua dương phàm rốt cục thành công trọng tu thiên lang tiên phù tiên phủ mới so với nguyên bản càng thêm chắc chắn cho dù tu sĩ cao nhất toàn lực công kích cũng không thể thương tổn chút nào đối với điều này dương phàm vô cùng hài lòng rồi sau đó trận pháp cấm chế ngoài tiên phủ có rất nhiều sơ hở dương phàm liền giao công tác phức tạp này cho ái thê thi giao ở trình độ về trận pháp đặng thi giao đã có thể coi là tông sư, lại là thiên cổ kỳ tài cho nên dù việc này khó khăn cũng không quá gây khó dễ cho nàng. Tầng núi thứ 9 lăng đính tiên phong, cấm địa. Dương Phạm lấy thế thân xuất hiện, đưa thiên lang tiên phủ đã được thu nhỏ thành bàn tay. Trình trọng giao cho đặng thi giao. Đặng thi giao vui vẻ nói, động phủ đại trường lão ở tầng thứ 9 này cùng với đại trận hộ phái tiên đạo tông đều có kỳ hiệu như cấm chế của thiên lang điện thi giao đã sớm lĩnh ngộ được sự huyền diệu trong đó trên cơ sở đó còn hoàn thiện thêm được một bước thế thì tốt rồi ta đã yên tâm dương phàm thờ phào một hơi nhẹ nhõm tướng công sao lại đột nhiên coi trọng tiên phủ này như vậy lại còn giao nó cho ta đặng thi giao khó hiểu hỏi Dương Phạm liền thoáng nói lại một phần tình cảnh của mình ở ngoại hải vực, thở dài nói, tiên phủ này là vạn bất đắc dĩ, để thêm phòng bị thôi. Một khi ta kết thù oán ngoại hải vực thì sợ rẳng sẽ liên lụy tới thân nhân ở nội lục. Đặng Thi Giao nghe vậy cũng vô cùng lo lắng, hiểu được dụng ý của Dương Phạm. Có tiên phủ này, Dương Phạm dù ở ngoại hải vực gây ra tai nạn rắc rối gì, có thể cho những thân hữu trốn vào đó. Hoàn toàn đủ sức tự vệ hơ vờ vọng không phải tới bước đó. Nếu không sẽ khiến thân hữu phải chịu thiệt. Dương phàm khẽ thở dài. Tướng công không cẩn chú ý. Linh khí trong tiên phủ này còn hơn xa ngoại giới, không gian cũng không nhỏ. Sau khi qua sửa sang sẽ là một mảnh thánh địa đào nguyên. Ở đông thắng đại lục này tù tiện tìm một nơi hẻo lánh, ấn cư trong đó. Vô tranh với đời không phải là bình an tự tại sao? Đặng thi giao mỉm cười an ủi. Nghe nàng nói vậy, trong lòng Dương Phàm cũng thoải mái vài phần. Chỉ cần có thiên lang tiên phủ, đặt ở đại tầng không ai có thể công phá được nó. Cứ như vậy, Dương Phàm ở ngoại hải vục có thể thoải mái không lo lắng cho chuyện ở nhà. Rồi sau đó, phần thân của Dương Phàm ở Bắc tầng cũng nói cho cha Dược Thánh của mình biết việc này. Dược Thánh cười hiền nói, cha đã sớm có ý nghĩ ấn cư. Việc này ta sẽ lập tức an bài, tranh thủ trong thời gian sẽ bổ trí thỏa đáng nhưng Phạm Nhi, con một mình hành tẩu ở ngoại hải vực nhất định phải cẩn thận một chút. Sau khi an bài chu toàn cho Đại Tần và Bắc Tần, trong lòng Dương Phạm lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Đối với địch nhân, hắn sẽ luôn dùng lôi đình nhất kích, không chút lưu tình. Rốt cục, một ngày này, nữ nhân áo vàng xuất quan. Đi tới ngọn núi cao nhất ở Dược Thánh Tông, mang Dương Phạm cùng đi gặp Đại Trường Lão, trong lòng Dương Phạm rột cục thẩm nghĩ, người rốt cục ngồi không yên được nữa rồi nàng chi cẩn không thúc đục, mẫu tử hai người vũ nhiên sẽ cứ kéo dài mãi việc phục sinh cho dược thánh. Thời gian hai năm hẳn là cũng đủ đế quy tông chuẩn bị xong hết thảy, tiểu nữ hờ vờ vọng việc phục sinh đã có thể mau chóng cử hành. Nữ nhân áo vàng khoan thai nói. Mảnh lụa trắng trên đầu nàng luôn quanh quẩn trong màn sương mù móng manh, mông lung xinh đẹp, vô cùng thần bí. Vũ Nhiên không dám kéo dài nữa, đứng ở trước mặt một cao nhân độ kiếp kỳ tu vi tuyệt đinh nếu trực diện giao kích, lấy toàn bộ lực lượng dược thánh tông cũng không thể chống lại được. Hoàng trưởng lão không cần gấp gáp, trên thực tế. Nghi thức phục sinh đã xác định sẽ diễn ra sau nửa năm nữa, tổ chức tại Trúc Lâm Đảo, cách bồng sơn đào chừng 8 triệu dặm. Vũ Nhiên tươi cười như hoa, thông dong trấn định. Vì sao phái tổ chức ở Trúc Lâm Đảo? Thanh âm của nữ nhân áo vàng du đang chất vấn vẫn như thanh tuyền. Vệ điếm này hoàn toàn có thể hỏi Dương Dược Sư. Người từng có kinh nghiệm phục sinh người chết. Đôi mắt như câu hồn của Vũng chứa đầy ý cười, nhìn sang Dương Phàm. Bởi vì nơi dược thánh tiền bối tử vong chính là Trúc Lâm Đảo. Cho nên việc phục sinh nếu điển ra tại đó thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Ánh mắt Dương Phàm bình thản nói. Vậy theo ý các ngươi đi. Nếu trong quá trình phục sinh, có bất cứ kẻ nào dám động tay động chân, đừng trách bán trưởng lão hạ thủ bất lưu tin. Thanh âm réo rất của nữ nhân áo vàng lần đầu tiên hiện lên một tia sát khí. Chúng trường lão nơi này, bao gồm cả dương phàm đều cảm thấy lạnh cả người, vô tình rung lên. Bá Nữ nhân áo vàng thi triền thần thông thuấn đi, hư không tiêu thất, lưu lại đám người dương phàm và trường lão còn đầy hoảng sợ. Trong mắt vũ nghiêng ấn ấn lóe lên một tia âm lãnh rồi biến mất. Đợi khi dương phàm cũng ròi đi rồi đại trướng lão, người này là cao nhân độ kiếp kỳ, ngài vì sao lại muốn kéo dài thời gian. Phóng nhãn toàn bồng sơn đảo, có thể chống lại được người này cũng chỉ có đại đảo chủ bổng sơn tán nhân. Ngài lại còn dịch địa điêm phục sinh tới trúc lâm đảo xa tới 8 triệu dặm nữa chứ. Một gã trường lão khó hiểu nói. Bồng Sơn đảo là một đại đảo, cai quản phạm vi hải vực gần 10 triệu dặm, người mạnh nhất cũng chính là đại đảo chủ. Pháp lực vô biên. Tuy nhiên, đại đảo chủ bình thường tọa trấn ở chính giữa bồng sơn đảo vũng hiên cười khà khà nói các vị trường lão đừng lo đến lúc cử hành nghi thức phục sinh ta sẽ mời đại năng khắp nơi tới trong đó bao gồm cả đám người đại đảo chủ của bồng sơn đảo nghe được lời này tất cả các trường lão cũng không có gì dị nghị nữa tất nhiên từ khi dược thánh chết đi vũng nhiên có được đại quyển chướng quản toàn bộ dược thánh tông kẻ nào dám đối nghịch với nàng cũng không còn tồn tại trên thế gian nữa sau đó mấy tháng, việc Dược Thánh Tông sắp cử hành nghi thức phục sinh cũng truyền khắp bồng sơn đào. Văn minh tu tiên ở ngoại hải vực có thế so với đại lục ở thời kỳ thượng cổ. Những đạo cụ truyền tin đi xa nhu truyền tấn phù cũng vô cùng thông dụng ở nơi này. Hơn nữa, giữa các hòn đảo lớn cùng ngoại hải vực đều có các truyền tống trận với cự ly xa, có thể truyền tống một khoảng cách rất lớn nhưng bình thường đều phong cấm, không sử dụng. Dù sao, khoảng cách truyền tống càng xa thì càng tiêu hao nhiều linh thạch. Lần này, địa điểm tổ chức nghi thức phục sinh là ở Trúc Lâm Đảo. Không phải là một đảo lớn cho nên không có truyền tống trận. Do đó, cao tầng Cù Dược Thánh Tông, Dương Phàm nữ nhân áo vàng từ một tháng trước đã chạy tới Trúc Lâm Đảo. Trúc Lâm Đảo thuộc phạm vi hải vực thống lĩnh 10 triệu dặm của Bồng Sơn Đảo thuộc loại đảo bình thường, phạm vi chỉ chừng vạn dặm, trên đảo cũng chỉ có mấy chục vạn tu sĩ thống trị nơi này là một tu sĩ hợp thế kỳ bình thường mà thôi mà hôm nay trúc lâm đảo so với trước đây náo nhiệt vô cùng không ít tu sĩ đinh cấp đã từ xa xôi ngàn dặm chạy tới cho dù là ở ngoại hải vực nghi thức phục sinh cũng rất hiếm thấy hơn nữa xác suất thành công vẫn rất thấp thành công phục sinh ở ngoại hải vực có thể nói là long phượng sừng lân nữ nhân độc ác vũ nghiêng không ngờ lại công bố tiến hành nghi thức phục sinh rốt cục nàng ta đang tính toán điều gì? Trong lòng Dương Phạm âm thầm tính toán, thế cục đối với hắn vô cùng bất lợi. Nếu thành công phục sinh, hắn muốn ấn cư ở ngoại hải vực quả là chuyện không thế. Thậm chí còn gặp phải đại phiền toái hơn nữa. Một khi thất bại, đặc biệt là cổ ý thì sợ rằng khó có thể thoát một cửa của nữ nhân áo vàng. Ngoài ra, tham gia lần nghi thức phục sinh này cũng đủ loại cường giả ngoại hải vực như hạng đại đảo chủ bê ông Sơn Đảo những người này không hẳn không mang ý xấu. Dương Phạm phải làm sao có thể lọt qua kẻ hớ, toàn thân trở ra. Chương 810, Thiên Uy Trúc Lâm Đảo ở một phạm vi hải vực 10 triệu dặm của bồng sơn đảo chỉ là một hòn đảo loại 2, có mấy chục vạn tu sĩ cư ngụ. Ngày thường rất ít khi thấy được tu sĩ cao nhất xuất hiện. Mà đoạn thời gian này, Đủ loại cường giả thông thiên tam giai xuất hiện nơi này. Nghi thức phục sinh rất hiếm khi được tổ chức ở ngoại hải vực, xác suất thành công cũng cực thấp. Huống chi, nửa tháng trước, đại đảo chủ của Bồng Sơn đảo Bồng Sơn tán nhân đã đích thân tới đây. Trúc Lâm đảo chủ vô cùng lo lắng. Với tu sĩ hợp thế trung kỳ như hắn, có thể được tiếp đón vị đại đảo chủ thống trị 10 triệu dặm hải vực như thế này quá là chuyện vô cùng hiếm có. Bồng Sơn tán nhân mặc một bộ thanh sam, chừng ba bốn mươi tuổi, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt bình thản. Năm tháng cũng không lưu lại chút dấu vết gì trên mặt hắn, nhưng hắn thốn lĩnh phiến hải vực này đã chừng một vạn năm, trải qua vô số sóng gió. Phía sau Bồng Sơn tán nhân có hai gã hợp thế đại tu sĩ, một trung niên lùn mập và một nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng, tu vi đều cao hơn nhiều đảo chủ trúc lâm đảo. Sau khi nghênh đón ba vị khách quy này tới vị trí khách quy, Trúc Lâm đảo chù lúc này mới thớ vào một hơi. Vễn vẹn chi đứng trước mặt bồng sơn tán nhân mà hắn đã có một loại cảm giác khó có thể hô hấp. Đại đảo chủ, nghi thức sống lại ở ngoài hải vực hơn phần nữa sẽ chấm dứt trong thất bại, ngài tỉnh tu ở đồng phủ sao lại nhàn rỗi tới vùng đất hoang trúc lâm đảo này vậy? Nàng niên mập lùng kia cung kính nói. Dược Thánh Tông là một tông môn coi như thực lực mạnh mẽ của bồng sơn đảo vực, ta và đại trường lão Vũ Nhiên cũng có chút giao tình bồng sơn tán nhân không chút biểu tình. Giọng điệu nhẹ nhàng nói, nghi thức phục sinh lẫn này nếu dược thánh tông đã dám công khai cử hành, trong đó chắc chắn có chỗ kỳ lạ. Xác suất thành công của nghi thức phục sinh là rất thấp, mọi người nơi này đều biết như vậy. Nữ nhân lạnh lùng xinh đẹp kia nói, huống chi, lẫn nghi thức phục sinh này, theo tin tình báo bí mật thì có thể sẽ xuất hiện thiên nhất hôn thủy và hoàng hôn pháp đàn cho dù là hạng người độ kiếp kỳ cũng không thể chống cự lại sức hấp dẫn của hai loại bảo vật này. Thiên nhất hồn thủy là kỳ thủy có thể tu bổ linh hồn. Vô cùng dịu dụng, đối với việc độ thiên kiếp cũng có trợ giúp rất lớn, bản đảo chủ tấn chức tấn chức độ kiếp kỳ đã mấy ngàn năm, vẫn không nắm chắc ứng phó được thiên kiếp lần đầu tiên. Nếu như có hồn thủy tương trợ, xác suất thành công sẽ tăng lên thêm mấy thành. Về phần hoàng hôn pháp đàn, giá trị vô cùng cao tuy nhiên bản đào chủ không phải là tu sĩ quy thi đạo. Sức hấp dẫn cũng không lớn. Bồng sơn tán nhân lại cười nói. Lời này vừa ra, trung niên mập mạp và nữ nhân lạnh lùng liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ra mục đích chân chính. Đúng lúc này, từ phương xa có bảy tám đạo động quan phóng tới. Người của Dược Thánh Tông đã tới. Trung niên mập mạp nói. Hai gương mặt mới. Ánh mắt của nữ nhân lạnh lùng rơi xuống người nữ nhân áo vàng và Dương Phàm. Khi đánh giá nữ nhân áo vàng, nàng có một loại cảm giác sâu không lường được, có ảo giác như lạc vào sương mù. Còn khi nhìn về phía Dương Phàm, với tính cách lạnh lùng của nàng ta cũng hơi thất thần. Trên thế gian này không ngờ có nam nhân đạt tới độ đẹp như vậy. Dương Phàm theo nữ nhân áo vàng kia ngồi cùng một chỗ. Thu liễm khí tức trên người đi. Nữ nhân áo vàng hơi tức giận nói: Ngài đây là." Dương Phàm ngẩn ra, nhưng nhanh chóng phát hiện ra tình cảnh nữ nhân áo vàng. Phụ cận đài cao, vô số nữ tu đều đảo ánh mắt qua hai người, sinh ra sự ghen tị vô cùng đối với nữ nhân áo vàng. Dương Phàm với tu vi vẫn hoa trung kỳ, trên người có loại khí tức tráng lệ rực rỡ của tự nhiên, đối với bất cứ nữ nhân nào đều có sức hấp dẫn trí mạng. Ở giai đoạn này, mị lực của Dương Phàm là lớn nhất trong đời nhưng dù mỹ lệ như thế nào cũng không thể kéo dài liên tục được lâu. Dương Phàm cũng hiểu rất rõ điều nấy. Mong tiền bối thứ lỗi, đây là ý cảnh độc đáo của Dương Mộ ở giai đoạn này hiện tại rất khó để thu liễm. Dương Phàm cố gắng thu liễm khí tức nhưng loại ý cảnh này cũng không chịu nghe theo điều khiển của hắn. Khó trách ngươi được coi là đại tông sư của nội hải, công pháp cũng rất kỳ lạ. Nếu đế nữ nhân tu luyện công pháp này thì càng thích hợp hơn nữ nhân áo vàng hoi trào phúng nói bởi vì giờ phút này mị lực trên người dương phàm so với các loại mi công đều mạnh hơn nhiều chi cẩn liếc mắt nhìn một cái có thể khiến nữ nhân bình thường sinh ra tinh ý với hắn ha ha dương mổ thật vinh hạnh có thể khiến tiền bối khen tặng như vậy dương phàm như không đế ý cười nữ nhân áo vàng bỗng dưng ngẩn ra mơ hồ cảm giác được trong cuộc đổi thoại này mình đã bị dương phàm làm cho bị động từ khi nàng hiện thế, luôn có thái độ siêu nhiên thế ngoại, bất cứ chi tiết nào cũng không khiến nà để ý. Đây cũng là lần đầu tiên nàng đưa ra đánh giá khen chê đói với chuyện của người khác. Không ngại nói cho tiền bối biết. Cảnh giới tiếp theo của Dương Mổ còn kỳ lạ hơn. Dương Phàm hướng về nữ nhân áo vàng này thần bí nói. Hắn đã cảm thấy trao đối với nàng ta thoải mái hơn, cũng quen với phong cách hành sự của đối phương. Nữ nhân áo vàng này hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, không hề liếc mắt nhìn hắn thêm lần nữa. Trên thực tế, Dương Phạm không phát hiện ra rằng tim nàng vừa rồi đã đập nhanh hơn bình thường nhưng cũng nháy mắt khôi phục lại. Ngồi yên lặng ở đài cao này nửa ngày, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Trời về khuya. Trên trúc lâm đảo hội tụ hàng vạn tu sĩ. Có rất nhiều tu sĩ thông thiên tam giai. Nghi thức phục sinh thích hợp điển ra vào đêm khuya. Cử hành khi âm khí nặng nề nhất, điều này cũng rất dễ hiểu. Dương Dược Sư Nghi thức sống lại phải bắt đầu rồi, lập tức tới phiên ngươi đi ra rồi đó. Vũ Nhiên Ba tới trên đài cao, một đôi mị nhãn câu hồn đoạt phách liếc nhìn Dương Phạm, điều này hoàn toàn tương phản với khí tức cao thượng trên người nàng ta. Nàng nói xong, lấy ra khối băng quang, bên trong có một lão già với chồng râu trắng như tuyết, trên mặt vẫn mang theo vài phần hồng nhuận. Dương Phạm hít sâu một hơi. Bước ra một bước đã đi tới đài cao khiến nơi này khẽ ồ lên một tiếng. Tiến hành theo kế hoạch đi. Có đại đảo chủ tọa trấn, cho dù ngươi thất bại, nữ nhân họ hoàng kia cũng không dám làm gì ngươi cả. Mà bản trường lão ngày sau sẽ luôn yêu thương ngươi. Trong chớp mắt này, Vũ Nhiên đã truyền âm cho Dương Phàm Mà ngay sau đó, thanh âm của nữ nhân áo vàng vang lên trong óc hắn, cố gắng hết sức đi. Chỉ cần thành công, bản trưởng lão liền thiếu ngươi một nhân tình, toàn lực bảo hộ sự an toàn cho ngươi. Trong lòng Dương Phạm âm thầm kinh ngạc, chợt nghiêm túc hẳn lên. Giờ phút này, hắn chung quy rơi vào thế khó. Tuy nhiên, Dương Phạm tin tưởng chính hắn sẽ nắm giữ vận mệnh của mình. Lệ quan chợt lóe lên trong mắt hắn, cũng không quản hai người này nói gì, bảo gì, đều làm theo kế hoạch của mình. Lần này, hắn không xuất ra hoàng hồn pháp đàn, Dương Phạm ở ngay trên đài cao bắt đầu thi pháp. Không có hoàng hồn pháp đàn phụ trợ. Dương Phạm nhất định phải toàn lực ra tay. Hắn chậm rãi mở ra sông trưởng, sau lưng xuất hiện một hư ảnh ngũ sắc, nở rộ quan hoa rực rỡ sáng chói, bành trướng gấp trăm lẫn. Toàn bộ những tu sĩ dưới hợp thế đại tu sĩ ở Trúc Lâm Đảo đều cảm thấy một cổ áp lực lớn lao áp lên linh hồn. Ngay cả Trúc Lâm Đảo chủ. Tâm thần cũng run rẩy, tông sư tới từ nội lục này không ngờ còn thâm hậu hơn so với suy nghĩ của ta. Y. Vũng Hiên, nữ nhân áo vàng và bồng sơn tán nhân ánh mắt đều lóe lên. Trong mắt Vũ Phức là một mảnh kỳ dị, không ngờ hắn lợi hại như vậy. Thực lực chi sợ có thể sánh bằng hợp thể đại tu sĩ, xem ra lúc trước ta lo lắng cũng đã bằng thừa rồi. Từ khi gặp Dương Phạm, Vũ Phức trong lòng nổi sống, nảy sinh tinh ý với hắn, chỉ tiếc thái độ của Dương Phạm luôn bình đạm, không tỏ ý gì khác. Tìm lực người này không thể hạn lượng. Chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ siêu việt trình độ của ta. Nữ nhân áo vàng thẳm bấm đột tay. Thì thào tụ nhũ. Khi nữ tu toàn trường đang bị nam nhân này hấp dẫn tới mất hồn, nghi thức phục sinh cũng đã bắt đầu. Chú nữ trong miệng Dương Phạm nhanh chóng thốt ra. Dương Phạm cũng đã vô cùng quen thuộc với sự huyền diệu vô cùng của hôi hôn thuật trong Thánh Liệu Thiên sinh cơ vô tận vần quanh băng quang, một cổ âm hồn lục kinh thiên chậm rãi khoách tán, cũng nhanh chóng bao phủ toàn bộ trúc lâm đảo. Những người quan sát nghi thức phục sinh hôm nay cũng có rất nhiều dược sư cao minh. Bọn họ thấy tình cảnh này sắc mặt rất ngưng trọng, cũng cảm thấy hưng phấn không thôi. Hồn quy Dương phàm quát khẽ một tiếng. Một đoàn hư quan màu trắng vô cùng tàn phá ngưng tụ lại trên đài cao. Tới thời khắc máu chốt, dương phàm đột nhiên lấy ra một bình ngọc giờ khắc này hàng vạn tu sĩ ở trúc lâm đảo đều nín thớ ngưng mắt nhìn chằm chầm vào bình ngọc trên tay dương phàm một số cường giả như bồng sơn tán nhân vũ nghiên và một số cường giả ấn nặc đều sáng bừng mắt chỉ có nữ nhân áo vàng là thần sắc vẫn như cũ tách từ bình ngọc trên tay dương phàm hai giọt thiên nhất hồn thủy hóa thành tinh quang trong suốt rót vào trong hư quang màu trắng kia chính hắn cũng há mồm phun ra một mảnh quan lưu màu lục, rót vào trong đó, lẫn trước khi tra xét người này sao lại không thấy binh ngọc này. Lãnh quan trong mắt vũ nghiêng chợt lóe lên. Nhập khiếu. Dương phàm giác hồn phách tiến nhập vào thi thế trong băng quan. Nhân cơ hội này, hắn cũng định thu binh ngọc lại. Mười 15 đột nhiên, lúc này lại có một tiên nô lớn chân động cửu thiên vang lên trên toàn trúc lâm đảo một cô ý chí lực lượng đại biểu cho thiên uy, không thể hình dung đôi xẹt qua bầu trời. Hư quan màu trắng dương phạm vừa dắt nhập thế, thiếu chút nữa đã bị đánh cho tan tác, hắn không khỏi hoảng hốt nhìn trời cao. Hơn nữa, cô uy áp như thiên uy này khiến linh hồn của mấy chục vạn tu sĩ trên đảo này run rẩy, bái lạy. Không ổn. Đây dĩ nhiên là thiên uy ý chí mà chi người đã vượt qua một lần thiên kiếp mới nắm giữ được. Sắc mặt bỗng sơn tán nhân trắng bệch nháy mắt này, trong thiên địa trải đầy mây đen, lôi vân cuồn cuộn, thiên uy ý chí vô thượng khiến hàng TV sinh linh run sợ. Hai đậu gỗ dương phàm như muốn khuỵu xuống, cắn chặt hai hàm, hư ảnh ngũ sắc sau lưng càng thêm chói sáng mới miễn cưỡng chống đỡ được. Còn kiến nhân loại kia. Giao thiên nhất hồn thủy và hoàng hồn pháp đàn ra đây. Một nam nhân với lưu quan màu xám cuồn cuộn bốc lên xuất hiện trên giữa bầu trời trúc lâm đảo. Xem tình hình này, hiển nhiên là cường giả yêu tộc. Người này không phải là thiên xà tả hộ pháp dưới trướng của M.I. ảnh xà hậu sao? Bồng sơn tán nhân hoảng sợ. Giờ phút này, thiên uy ý chí vô hình khiến thiên địa thất sắc. Hết thảy đều phủ phục, nan rẫy. Không ngờ lại gặp phải cường giả cấp vực chủ đã vượt qua một lần thiên kiếp, niệm ngươi không hiểu biết, mau mau cút đi cho ta. Một thanh âm nữ nhân từ trong mây mù truyền tới, xua tan đi cổ thiên uy ý chí của thiên xạ tả hộ pháp. Ngươi là ai? Dám ngăn cản bổ hộ pháp. Nam nhân xấu xí kia cười lạnh một tiếng, lưu quan màu xám liền xẹt qua một chiếc đuôi rắn, đột nhiên bành trướng gấp trăm lân. Hung hăng đánh về phía nữ nhân áo vàng vừa hiện thân. Mờ toàn bộ hư không chấn động. Thiên uy ý chí va chạm. Quy lực vô hình quét khắp thiên địa ế, mây đen cuôn cuộn và xăm chấp âm âm lập tức bao phủ lây hai đại cường giả ở giữa bầu trời lực lượng cường đại cũng giật tán tới trúc lâm đảo. Hòn đảo nhỏ với phạm vi vạn dặm này lập tức xuất hiện một cái động sâu không thấy đấy khiến hòn đảo lắc lư. Nhược thổi có thể sụp đô. Không ổn. Toàn bộ đảo nhỏ trực tiếp sụp đổ, chỉ một lúc đã chim vào đáy biến, tạo ra một cảnh vô cùng thê lương. Đây là thực lực chân chính của cường giả đứng đầu ngoại hải vực sao. Dương Phạm hoảng sợ. Chỉ một nháy mắt kia đã có hàng vạn tu sĩ mất mạng. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn thẩm mừng rỡ. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt nhất để chạy trốn sao? Chương 811, cuộc chiến đầu tiên ở ngoại hải vực. Toàn bộ trúc lâm đảo như lâm vào ngày tận thế. Hòn đảo nhỏ rộng chừng vạn dặm này, dưới tiếng ầm ầm long trời lở đất đã dần chìm vào trong lòng biên, nôi lên những cột sóng lớn cao tới mấy trăm trượng. Bên cạnh Dương Phàm, mỗi khắc qua đi lại có vô số tu sĩ chết đi. Tu vi dưới hợp thế kỳ, sinh tử chỉ có thế tại thiên. Cuộc chiến đấu của hai cường giả tuyệt thế, thiên uy vô hình giao nhau, pháp lực mênh mông, khiến lôi điện mây đen và đủ các loại màu sắc ánh sáng bao phủ lấy bọn họ. Không có bất cứ ai có thể thăm dò cuộc chiến giữa hai đại cường giả này. Hỏi hồn thuật của Dương Phạm tiến vào thời khắc mấu chốt thì bị ngăn cản, cũng không biết tình huống cụ thế như thế nào. Thành công hay thất bại? Chỉ biết lão già râu tóc bạc trắng trong băng quan cũng chưa tỉnh lại. Trong một mảnh đại loạn này, Dương Phạm cũng không thể cố gắng phục sinh người này được. Hắn như tia chấp bổ trí một tầng cấm chế đặc biệt, thu băng quan này vào trong tiên hồng không gian. Giờ phút này, đối với hắn mà nói là cơ hội chạy trốn tốt nhất. Chính vào lúc này, cảm quan thông thiên triệt địa của Dương Phạm nhận ra mấy đạo sát khí. Không ồn. Dương Phạm có thể đoán được hơn phần nửa số người này đang tham lam thiên nhất hồn thủy và hoàng hồn pháp đàn trên người Minh. Nếu đã có thể bảo mạng thì tu vi ít nhất cũng là hợp thể đại tu sĩ. Thiên nhất hồn thủy. Dương Phạm hét lớn một tiếng, bóp nhát bình ngọc trong tay. Thiên nhất hồn thủy lập tức bắn về bổn phía. Hưu hưu, mất trăm đạo hư quan lóe lên như mưa bay về bốn phương tám hướng. Thiên nhất hồn thủy. Đây chính là trân bảo nhất giới. Dù là ngoại hải vục cũng vô cùng quy báu. Những tu sĩ còn thừa lực tự bảo vệ mình nơi này đều phần tán, lao đi các nơi để tranh đoạt ngay cả bồng sơn tán nhân. Vũ Nhiên cũng bị hấp dẫn vào. Dương Phàm không dám bó chạy trên bầu trời, thân hình lập tức lẻn vào biến sâu. Tiến vào lòng biến, lực lượng thủy hồn giới, nắm giữ biến rộng trong tay, cũng đã dung nhập thủy linh châu, hình thành một đạo hào quang màu lam ngoài thân Dương Phàm, xẹt đi như tia chớp. Dương Phàm cảm giác được khi mình vào lòng biến liền thuận lợi như cá gặp nước. Đừng để hắn chạy. Lệ quang lóe lên trong mắt Vũ Nghiên. Sát khi hiện ra. Nàng ta vội vàng dẫn theo hai giả tu sĩ hợp thể hậu kỳ của Dược Thánh Tông và Vũ Dương đuôi theo. Trên tay người này không chừng còn có nhiều thiên nhất hồn thủy hơn nữa thậm chí có cả hoàng hồn pháp đàn ánh mắt bồng sơn tán nhân lóe lên cũng dẫn theo hai gã dưới tay truy kích không ổn bê y đuổi theo dương phàm thẩm nghĩ không ổn hắn cũng không muốn trực tiếp đổi kháng với nhiều cường giả như vậy nếu cứng đổi cứng hắn chỉ có một đường chết tu sĩ hợp thế kỳ bình thường đuổi theo không kịp nhưng vũ nghiên và bồng sơn tán nhân lại là ngoại lệ đặc biệt là bồng sơn tán nhân tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ Đúng lúc này. Bá. Một đạo thiên uy ý chí với ánh sáng màu trắng cuốn quanh lập tức đánh xuống đáy biến. Đoàn ánh sáng màu trắng này lại hóa thành một nữ nhân áo vàng. Một cổ tinh thần uy lực đáng sợ lập tức áp bách tới Vũng Hiên và Bổng Sơn Tán Nhân. Người rốt cuộc là ai? Chiến đấu với thiên xà tả hộ pháp không ngờ còn du lực phán hóa thân thông. Bông Sơn Tán Nhân nang rây. Hiện lên ánh mắt khó tin đều là cường giả độ kiếp kỳ. Hắn hiểu được thực lực chênh lệch giữa người vượt qua thiên kiếp và chu vượt qua thiên kiếp. Tu sĩ hợp thế kỳ, sau khi tầng chức độ kiếp kỳ thì là độ kiếp sơ kỳ, cảnh giới pháp lực đều cường đại hơn vô số lần. Nhưng tu sĩ độ kiếp sơ kỳ chưa từng độ qua một lần thiên kiếp nào so với người đã trải qua thiên lôi Tây Nia, được thiên địa pháp tắc tán thành thì kém hơn vô cùng lớn. Bồng Sơn Tán Nhân tuy là cường giả độ kiếp kỳ nhưng chưa trải qua một lần thiên kiếp bao không có thiên uy ý chí. Nữ nhân áo vàng nói, mục đích của ta chính là ngăn cản hai người các ngươi. Nữ nhân này mang một dải lụa trắng này hơi vặn vẹ trong lòng biến, hiện ra ý cảnh mông lung. Ngươi đuổi tiếp. Người này giao cho ta và bồng sơn tán nhân tiền bối. Vũ Nhiên cắn răng, một chướng đánh lên người Vũ Dương, khiến hắn lao đi trước. Tháng thế Vũ Dương hơi cứng đờ, cảm giác có cái gì đó phụ thân, trong lòng mừng thầm, vô cùng tự tin tăng tốc truy đuổi. Đúng lúc này, cuộc chiến trên trời cao dường như phần ra thắng bại. Mây đen đầy trời biến mất. Tinh quang lại chiếu rọi. Coi như ngươi lợi hại. Nam nhân xấu xí kia sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một chút máu, hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu xám hình xà trôi bay về phía hải vực xa xa. Còn muốn chạy sao? Làm gì đơn giản nhựa? Nữ nhân áo vàng cười khẽ một tiếng, như hình với bóng nháy mắt đã đuổi theo tốc độ phi hành của hai người này cực nhanh khoảnh khắc đã xuyên qua mấy vạn dặm chớp mắt đã biến mất nữ nhân áo vào nhẹ nhàng truy đuôi khiến thiên xà hộ pháp chạy trối chết cả mấy chục vạn dặm người rột cục là ai không ngờ còn ấn tàn tu vi nên nam nhân xấu xí kia tạm thời dừng lại sắc mặt biến đổi không ngừng nghiến răng nghiến lợi nói nữ nhân áo vàng này chẳng những có thế thắng hắn mà còn phần thân đi kiềm chế hai đại cường giả bồng sơn tán nhân và vũ nhiên ở ngoại hải vực tuy tu sĩ độ kiếp sơ kỳ tuy ít nhưng cũng không tới độ quá ít ỏi mà có thế vượt qua một lần thiên kiếp thì càng ít ỏi hơn thiên kiếp của độ kiếp kỳ tổng cộng có ba lần vượt qua một lần là có thế tấn chức trung kỳ hai lần là độ kiếp hậu kỳ qua ba lần chính là cảnh giới đại viên mãn đạt tới cảnh giới bán tiên đại thừa kỳ có thể vũ hóa thành tiên phi thăng thượng giới cùng cấp chân tiên phóng nhãn khắp nhân giới có thể vượt qua ba lẫn thiên kiếp cũng chỉ có trong truyền thuyết cho dù thành công vượt qua một lần thiên kiếp đã vô cùng khó khăn sáu phần tu sĩ độ kiếp kỳ đều chết ở một cửa này có thể chuyển thành tán tiên lại như long phượng sừng lân mà thôi cho nên Cường giả như nam nhân xấu xí và nữ nhân áo vàng này đều là cường giả tuyệt đinh ở ngoại hải vực, cách cảnh giới chân tiên cũng chỉ hai bước nữa mà thôi. Ta là ai cũng không trọng yếu. Hôm nay bản trường lão sẽ đùa giỡn với con tiểu trùng ngươi một phen cho bỏ. Nếu không bản trưởng lão cùng có chút giao tình với thiên M.I. xà hậu thì ít nhất phải phế bó tu vi của ngươi. Nữ nhân áo vàng này lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, hàng triệu triệu quan điếm màu vàng hùng hậu vô tận xẹt qua bầu trời, nữ nhân áo vàng vung tay lên, một cổ phong quan màu vàng kinh thiên hình thành một bàn tay không lồ, hung hăng đánh về phía nam nhân xấu xí kia. Thiên xà hổ pháp đáy lòng hàng lạnh, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt là một mảnh sợ hãi, khoan. Đừng tay. Tay áo của nữ nhân áo vàng này vung lên. Như một tiên tử sừng sững giữa bầu trời một bàn tay không lồ mang theo thiên địa uy lực đã sắp bắt được thiên xà hộ pháp. Chính vào lúc này, một âm thanh du dương, quý vị tràn đẩy mê hoặc vang lên cả một mảnh hải vực, phàm là những người nghe được thanh âm này đều lập tức cứng ngắc. 3. Tay áo của nữ nhân áo vàng chấn động, đánh văn thiên xà hộ pháp bay xa mấy vạn dặm rồi thân ảnh lại nhoáng lên, thi triển thần thông thuấn di, biến mất tại chỗ. Có lẽ nàng bị thanh âm quy dị kia hấp dẫn nàng ta rốt cục là ai? Ở ngoài hải vực không ngờ còn chưa từng nghe tới nhân vật nào như nàng ta. May àm có chủ thượng ra tay. Hấp dẫn nàng rồi đi. Thiên xà hộ pháp bị thương nặng, ánh sáng màu xám quanh thân liền bắt đầu dẫn động, thân hình cũng vội rời khỏi nơi này. Dương phàm bò chạy trong đáy biến, lúc nào cũng chịu đựng trọng áp ngàn vạn cân của nước biên. May mắn hắn có lực lượng thủy hồn giới, lại có thủy linh cháu cho nén mới thuận lợi vô cùng tốc độ chạy trốn cực nhanh nhưng mấy người phía sau lại có tu vi còn cao hơn hắn trong đó tên trung niên mập mạp và nữ nhân lạnh lùng kia lại đang cùng khống chế một tiểu thủy toa màu vàng nho nhỏ tốc độ nhanh như tia chớp nếu muốn thoát khỏi hai người này thì vô cùng khó khăn tiểu thủy toa màu vàng kia vốn là phụ trợ linh bao dùng trong lòng nước được hai người khống chế thì tốc độ mơ hồ vượt qua dương phàm vài phần Dương Phạm đành thi triển thế thân thuật đế quốc nhiễu địch nhân. Nhưng thế thân của hắn, dưới áp lực ngàn vạn cân của nước biến, lại không có sự bảo hộ của Thủy Linh Châu cho nên không thể lừa gạt được hai đại cao thủ này sơ hở rất nhiều, gần như chi liếc mắt cái đã nhân ra. Nếu phi hành giữa bầu trời hoặc trên mặt nước, hắn có lôi Linh Châu, có thể phát huy tốc độ tới mức cao nhất, tuy nhiên hắn lo lắng là đây đang ở trong phạm vi của bông sơn đảo, bay giữa không trung thì càng là mục tiêu khiến nhiều người truy đuổi nhất định phải tìm một nơi nào đó. Chém giết hai người này mới có cơ hội chạy trốn. Dương Phạm thâm nghĩ. Chạy trốn nửa này cũng bị qua vài lần công kích. Cuối cùng sau lưng Dương Phạm rốt cục chỉ còn lại trung niên mập mạp và nữ nhân lạnh lùng kia. Sau khi xác định đã bò xa đám người Vũ Dương, thân hình Dương Phạm chợt lóe lên. Xuyên ra khỏi mặt nước. Xuất hiện trên bầu trời. Ô! Tiểu tử này rốt cục không chạy nữa trung niên mập mạp kia cười lớn. Hai người vẫn lên thủy toa và kiếm lãng kinh thiên lao ra khỏi mặt nước, giáp công dương phàm. Khi thế và thần hồn lực cường đại của hai cường giả hợp thế kỳ đã gắt gao tập trung vào dương phàm. Sóng biến phụ cận cũng nháy má bị đẩy ra, lặng vẽn không tiếng động. Ngay cả có tu sĩ ngẫu nhiên đi ngang qua. Thấy được cuộc chiến của những tu sĩ đinh phong này cũng sẽ phái chạy càng xa càng tốt. Hợp thế đại tu sĩ lại còn có tới hai gã. Sắc mặt Dương Phạm ngưng trọng. Đây quả là một cuộc chiến khó khăn. Lúc trước, tuy rằng ở đại tầng hắn từng chém giết hợp thế đại tu sĩ, nhưng nơi này lại là ngoại hải vực, không bị ảnh hưởng của đại trận tê thiên phệ huyết, thực lực của hợp thể đại tu sĩ sẽ hoàn toàn được phát huy, so với khi ở đại tầng thì cường đại hơn cả 10 lẫn. Giờ phút này, Dương Phạm lại không chỉ phải chiến thắng hai đại tu sĩ hợp thế hậu kỳ, mà còn phải chém giết bọn chúng phải nhanh chóng chém giết. Bởi vì đây vẫn còn nằm trong hải vực của đối phương, thời gian càng kéo dài thì đối với Dương Phạm càng bất lợi. Động thủ. Giết hắn. Tên trung niên mập mạp vừa dứt lời, trong tay liền nhoáng lên một cây thủy kỳ màu lam. Vũ quan lập tức từ trên trời giáng xuống, hình thành một cơn lốc xoáy đường kính trăm dặm, bên trong có thể nhìn thấy một động khẩu tối đen. Dương Phạm lập tức cảm nhận được một cổ hấp lực đáng sợ, thân mình cũng khó có thế ổn định. Một khi không thế ổn định được, hắn sẽ bị đối phương hút đi. Vùng nước biến dưới chân Dương Phạm cũng hóa thành từng hàng dài, bị hút vào động khẩu sâu hóm kia. Cùng lúc, nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng kia ra tay. Một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng hoa lên. Ti nước biến dưới chân Dương Phạm hóa thành băng tuyết, nhu tường đồng vách sắt, đi chết đi. Trung niên mập mập hét lớn một tiếng, lọc xoáy do thủy kỳ màu lam hình thành như có linh tính, mang theo một mảnh nước biến nặng tới mấy ngàn cân. ập về phía hắn. Rắc, băng tuyết lập tức vỡ tạc ra. Ngàn vạn đạo băng toán sắc bén vô cùng bắn về phía Dương Phạm nhìn tình cảnh này hai người không ngờ lại còn còn am hiểu hợp kích, khiến Dương Phạm biến sắc. Cuộc chiến đầu tiên của hắn ở ngoại hải vực thật đúng là vô cùng gian nan. Chương 812, Diệt sát sông sứ Trong tầm nhìn cảm quan, đầu trời băng toán sắc bén, rậm rạp chi sợ có đến hơn vạn, từng cái có thể xuyên qua tường đồng vách sắt ấn chứa lực lượng đông kết huyết mạch linh hồn, đối với thân hình nhỏ bé của Dương Phạm hình thành oanh kích toàn khu vực. Ti ti Nước biến bốn phía dưới chân hắn lại bị đóng băng. Keng keng keng, vang lên. Ngàn vạn băng toán đánh tới trước người Dương Phạm tóe ra một vùng đốm lửa huyển lệ quanh thân dương phàm có một màn hào quang màu đất dày dặn chắc chắn gian dị. Vững chắc như núi. Mặc dù ở dưới công kích liên miên mạnh liệt sắc bén nhựa, lòng phòng hộ này chẳng qua là khẽ lay động, hào quang sáng tối không chừng. Con ngươi nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng, băng diễm, co rụt lại, hào quang làm u chật lóe. Một chiêu pháp thuật này của nàng lợi dụng thiên thời địa lợi, quy lực tuyệt thế. Tu sĩ cung cấp nếu muốn ngạnh kháng chi sợ sẽ chịu thiệt, nếu là tu sĩ hợp thể bình thường cũng đủ đế chết mười 10 lẫn, trăm lẫn. Nhưng nam nhân trước mắt này lại thoải mái dễ dàng làm được. Dương Phạm có được truyền thừa thổ Linh Châu. Lại thêm lực lượng địa hồn căng, đem lực phòng ngự tăng lên tới trình độ đáng sợ. Nhưng hóa giải một đợt công kích này không có nghĩa là hắn đã thoát khỏi hiểm cảnh. Trung niên mập lùng kia vung thủy kỳ màu lam trong tay. Thủy quan bao phủ trời đất hình thành một miệng lộc xoáy tối đen đường kính lớn đến trăm dặm, đánh tới Dương Phạm, lực hút to lớn gần như khó thế kháng cự. Dương Phạm bị hai vị cường giả hợp thế liên thủ hợp kích, đã bị tập trung gắt gao. Hắn vừa mới ứng phó một đợt công kích, đã không đường để tránh. Hắn rốt cục hiểu được, công kích của nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng không chỉ sắc bén cùng bạn, càng hạn chế hẳn rất nhiều. Giờ phút này, một luồng hàng khí theo hai chán cùng với vòng phòng ngự bảo hộ tới gần toàn thân, động tác cứng ngắc không ít, ha 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 tiểu từ buông tay chịu trói đi trung niên mập lùng khổng chế thủy kỳ trong tay vận chuyển thảnh thếu chắn mọi đường lui của dương phàm cho dù dương phàm có ý muốn lặn sâu xuống đáy biến cũng không thể thực hiện được bởi vì nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng đã đem nước biên dưới chân hắn hóa thân băng dày vài trăm tấc căn bán là tường đổng vách sắt hay dương phàm mớ sông chướng ngửa mặt lên trời thét dài tiếng như sấm rền trong cơ thể bổn phía quan câu lục sắc có hào quang năm màu xoay tròn, nở rộ như cánh hoa sen. Giờ khắc này, mỗi một tấc da thịt của Dương Phạm đều mơ hồ lóe ra ánh sáng năm màu giống như thần nhân. Theo một tiếng thét dài của hắn, mặt biến bốn phía bị đóng băng, tầng băng đầy mấy trăm tấc bị đứt gãy tầng tầng. Một cổ huyển quan năm màu từ trên người hắn nở rộ mà ra, đánh ra tám hướng. Hắn há mồm, phun ra một quan đoàn năm sắc vọt vào miệng lốc xoáy tối đen đáng sợ kia. Một tiếng mờ vang lớn, cả hai thứ đều nổ tung. Hai vực phụ cận đột nhiên bùng phát một trận sóng thần khủng bố. Lấy khí thế thôn vệ thiên địa nuốt trọn hết thảy mọi thứ trong hải vực phạm vi vài ngàn dặm. Tu sĩ nguyên bán còn từ nơi bí ấn xem cuộc chiến lập tức bị cuốn vào, người chết kẻ bị thương, đều bị dọa vỡ mật chạy trối chết. Bên ngoài thản dương phàm có bám quan vãng năm màu, sau lưng hiện lên một hư ánh năm màu thật lớn, ấn chứa tinh thần uy năng bể nghệ thiên hạ. Thực lực người này không ngờ còn cường đại hơn trong tưởng tượng vài lần. Trung niên mập lùng cùng nữ nhân lạnh lùng xinh đẹp trong gió lốc đáng sợ kia lộ ra vẻ chật vật không chịu nôi. Liên tục vận chuyên thuộc phòng ngự. Vẻ mặt kích động, hoảng sợ tới cực điếm. Lúc này bọn họ mới phát hiện, con mỗi đám người mình đuổi giết so với bọn họ thân là thợ săn còn cường đại hơn rất nhiều. Bên ngoài thân nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng vừa mới ngưng kết ra một tầng băng giáp, bá, xoẹt, một tiếng, một thân ảnh xanh bóng như huyển cùng với ánh sáng nhạt năm mâu và từng đợt lôi quan chợt xuất hiện tại phía sau nàng. Không tốt. Nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng thẩm nghĩ không tốt, một nguy cơ trí mạng ập tới. Một ngón tay cái dương phạm điếm tới, một vòng lôi ba màu lam trong khoảnh khắc nhộn nhạo tràn ra. Quanh thân nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng dân lẻn một cổ hàng khí đông lạnh tản ra bổn phía, cố gắng muốn khống chế dương phàm. Ti ti. Lôi ba như mặt nước kia lập tức ngưng kết ra một tầng băng, bị đông cứng. Nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng còn chua kịp vui mừng, quanh tháng đột nhiên chuyển đến một trận tiếng nô. Một vùng lôi quan huyễn lệ nô rung rạ hung hăng oanh kích lên tân phòng ngự của nàng. Nàng hự một tiếng trầm thấp, bị thương lại không chạy trốn, xoay người như chóp, trên bàn tay ngọc hiện ra một viên băng châu, bắn ra một vùng băng quang màu trắng huyển lệ, trong nháy mắt đóng băng khu vực của Dương Phạm. Khoảnh khắc đó, Vẽn lặng như tờ. Nhưng rồi sau đó chi nghe, rắc, một tiếng, tầng băng quanh thản Dương Phạm nổ tung, cũng đẩy lui trung niên mập lùng tập kích từ phía sau. Hắn lại như bóng với hình, như ti chấp ập tới gần. Luận tốc độ bùng nổ tức thời và thản pháp nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng kia căn bản không phải đối thủ giờ khắc này bất kể pháp lực hay là lực lượng linh hồn, Dương Phạm đều dễ dàng thắng hai người một bậc. Dương Phạm tới gần như tia chớp, trong bàn tay ngưng tụ ra một đoàn xích viêm ánh vàng, hóa thành một mũi nhọn màu vàng hung hăng đâm tới nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng. Nàng ta chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, linh hồn khó chịu, cổ khí tức nóng cháy ập thẳng vào mặt khiến nàng hô hấp khó khăn. Trong lòng nàng phát lạnh, không chút do dự tế ra bản mạng chân hòa, một đoàn băng diễm màu trắng trong suốt hóa thành một con băng điêu ròi tay ra đỡ đòn. Phốc. Suy, mũi nhọn màu vàng nửa trong suốt do thái Hưu thiên hóa hình thành như tôi khô lập hũ đám thủng băng điêu, một làn nhiệt khi bốc hơi bao trùm bốn phía tâm mắt. Nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng trong tiếng gào thê thám, hóa thành băng quang màu trắng trốn vào biến rộng. Lực lượng giao phong xâm nhập linh hồn nàng, một tia xích viêm trong suốt nhuộm ánh vàng đột cháy ở trong cơ thể nàng ngay cả trốn vào biến rộng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nguyên khí đại háo, nàng vận chuyển hàng khí trong cơ thể cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ mạng mà thôi. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, như bóng với hình. Mà lúc này, tiếng gào thét điên cuồng đảm tới sau lưng, trung niên mập lùng phá vỡ chướng ngại, há mồm phun ra một dải sáng giống như cuồng lông. Dương Phàm chỉ có thế né, chi khoảnh khắc xuất hiện trời cao. Trong tay thu hồi thái hư thiên hỏa, thành điêu phi phong sau lưng ninh lên. Một tiếng phượng hót vang vọng trời cao. Một hư ánh thanh điểu toàn thân màu xanh chóp lóe xích viêm, nhảy vào biến rộng đuổi giết nữ nhân kia. Trung niên mập lùng vừa định ngăn cản, trong tay dương phạm xuất hiện một cái cổ kính. Hào quang năm màu rót vào trong. Cổ kính Nguyễn Bán ảm đạm bộc phát ra hào quang chói mắt, hơi nang lên. Một chùm tia sáng hủy diệt màu trắng bắn tới trang niên mập lùng. Trung niên mập lùn chi cảm thấy khu vực mình đứng bị một cổ thần thông vô hình phong tỏa, nếu muốn dùng động thuật na di tránh né căn bản không có khả năng. Hắn lại có loại thần thông linh bảo đáng sợ này. Hắn ta trong khi hoàng hốt, thủy kỳ trong tay lập tức nhoáng lên, một màn nước màu lam bao phủ trước người, lưu chuyển không ngừng. Màn nước này ngưng tụ vài trăm vạn cân thủy lực. Lại thêm tính chí nhu của nước, đủ để thoải mái ứng phó đại đa số công kích cung cấp. Làm xong việc này, trung niên mập lùng thoáng nhẹ nhõm nhưng khi chùm tia sáng hủy diệt màu trắng kia đánh trúng màn nước màu lan hắn lập tức bị dọa hôn phi phách tán tê đoẹt màn nước phòng ngự huyền diệu như thế trực tiếp bị chùm tia sáng hủy diệt màu trắng phá vỡ ra một lỗ hổng phốc mờ thân thế trung niên mập lùng bị xuyên thủng một lỗ nửa tất máu thịt nơi lỗ thủng cháy đen thân thế trực tiếp bị đánh bay mặc dù hắn mượn lực bay lui chùm tia sáng hủy diệt của cổ kính vẫn làm hắn bị thương không nhẹ người này đáng sợ mau lui lại trung niên mập lùng kinh hãi vỡ mật vội vàng truyền âm cho nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng đang đấu pháp cùng hóa thân thanh điểu nàng ta nguyễn khí đại thương bị thương rất nặng bị thông linh hóa thân của thanh điêu phi phong của dương phàm đánh cho liên tiếp bại lui lui lại nàng cảm thấy run sợ cùng không chút do dự chạy trốn một người cũng đừng nghĩ chạy. Trong mắt Dương phàm hiện hàng quan, lắc mình tới gần trung niên mập lùn, không chờ hắn động thủ. Trên ngón tay trái một chiếc nhẫn văn bảy màu phát ra một cổ khí tức cấm kỵ. Pháp lực của ta. Trung niên mập lùn hoàng sợ. Phát hiện pháp lực bị giam cẩm, linh lực bốn phía cũng ngừng lưu động. Hắn vốn đã bị thương lại đột nhiên bị tập kích, lập tức sững ra một lát. Chờ khi hắn phản ứng lại, bên tai chi nghe một tiếng phộc mờ vang lên lại là một chùm tia sáng hủy diệt từ trong cổ kính kia bắn ra đem hết thảy sự vật trong phạm vi một trượng quanh hắn phản giải thành dạng nguyên thủy tình cảnh như thế bị nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng nhìn thấy kêu lên một tiếng thê lương thám thiết lệ rơi đẩy mặt thân thế mềm mại run rẩy dương phạm liên tục vận chuyển đại thần thông pháp lực tiêu hao thật lớn sắc mặt hơi hơi trắng bệch đặc biệt lần công kích thứ hai của cổ kính, quy lực trực tiếp đem hợp thế đại tu sĩ phản giải thành dạng hạt nguyễn thúy, gần như một phát tiêu hao non nửa pháp lực của hắn. Họ dương. Sẽ có một ngày ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, báo thù cho phu quân. Hai mắt nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng đó bừng nhu máu, hóa thành tinh quang màu trắng sông lên trời cao. Bắn về phía thiên hư. Trừ cò tận gốc. Dương Phàm làm sao lưu lại hậu hoạn như thế, thanh điểu phi phong sau lưng rung lẻn, cùng thi triên bí thuật hóa thành một đạo hư ảnh màu xanh, chi khoảnh khắc đuôi kịp nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng bị thương kia. Nàng ta lộ vẻ tuyệt vọng, vừa mới chuẩn bị không tiếc mọi giá liều mạng với Dương Phàm. Đột nhiên, sắc mặt nàng tái nhợt, thân thế cứng đờ. Nàng phát hiện pháp lực của mình bị giam cẩm. Phốc, xoẹt, một tiếng, trong lòng bản tay Dương Phàm, một mảnh xích viêm ánh vàng bao phủ nuốt hết nàng. Chờ khi nàng ta khôi phục, toàn thân đã xích viêm ánh vàng thiêu đốt, hóa thành cho tân. Hô. Hô hấp của Dương Phạm dồn dập, sắc mặt có chút tái nhợt. Liên tục thi triển đại thần thộn bất kể là thái hư thiên hỏa hay là cổ kính thần thông, thông linh hóa thân của thanh điêu phi phong hoặc là căm pháp chi hoàng, những thản thông này đều kinh thế hải tục, tiêu hao rất lớn. Tuy nhiên, Dương Phạm đã trong thời gian một chén trà nhỏ diệt sát hai cường giả hợp thế kỵ. Giỏi mắt ngoại hài vực, hợp thế đại tu sĩ ở tông phái bình thường cũng là cấp bậc trướng lão. Dương Phàm mới vừa tới ngoại hài vực, dùng thủ đoạn lôi đình chém giết hai cường giả hợp thể kỳ. Hơn nữa là hợp thể đại tu sĩ am hiu hợp kích. Có thể làm được điều này, hắn vốn nên kiêu ngạo. Mau đi thôi. Dương Phạm hóa thành thanh quan, hướng về phương xa hải vực chạy đi. Đừng mơ chạy trốn. Đúng lúc này, hai gã hợp thế đại tu sĩ của Dược Thánh Tông đuổi tới ở phía sau một chút, là vũ dương sau lưng mọc hai cánh, cấp tốc phi hành. Nhưng là tốc độ dương phạm nhanh hơn bọn họ. Rất nhanh bó rơi mấy người này. Nhìn theo bóng dương phạm rời đi. Vũ dương hiếp hai mắt, ngươi có thể thoát được lòng tay ta sao? Hắn chỉ là một tu sĩ hợp thế trung kỳ nhưng lại dám dõng dạc như thế. Đuổi theo phương hướng kia. Hắn hiển nhiên là Nguyễn Khí Đại Thương, chi không biết băng thủy nhị sứ dưới trướng của bồng sơn đảo chủ đi nơi nào. Ba người không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đuổi theo. Bọn họ cũng không nhìn đến tình cảnh băng thủy nhị sứ kia ngã xuống. Còn nữa, băng thủy nhị sứ kia, một người bị chùm sáng hủy diệt của cổ kính phần giải, một người bị đốt thành tro tàn, căn bản không thấy được thi thê. Phụ cận tuy có tu sĩ ngang qua nhìn thấy, nhưng sớm bị dọa chạy trốn chết rồi nếu Vũ Dương biết, Dương Phạm trong thời gian một chén trà nhỏ. Lôi đình chém dết băng thủy nhị sứ, không biết còn có dũng khí đuổi dết hay không. Dương Phạm sau khi độn ra mấy ngàn vạn dặm, vội vàng vận chuyển thủy linh cháu chìm sâu vào đáy biên, ân dấu khí tức. Hắn muốn tận dụng thời gian khôi phục pháp lực. Không biết vì sao. Trong lòng hắn có chút không được tự nhiên, cảm giác không ổn. Quá nhiên, sau nửa canh giờ. Chính ở nơi này, nhất định Dương Phạm trốn ở phía dưới. Thanh âm âm lãnh của Vũ Dương từ hài vực bên trên chuyển đến,